chương 1301, tạo phản. Lãnh chính lúc này nói nhỏ, là cung nam, nhưng mà... Hắn đã bị người ta giết. Ưng vương nhíu mày. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngay lập tức lãnh chính đã giải thích chuyện lúc trước. Ưng vương tức giận nói, người nào dám lớn mật như vậy, không ngờ dám giết người của hắc ma môn chúng ta, thực sự là ăn tim gấu gan báo. Người này cũng tu đặc tính hắc ám như chúng ta, thực lực không thể nào kém hơn âm bà. Dự đoán hắn cũng phát hiện tinh quáng, muốn tìm chỗ tốt, không nghĩ tới chúng ta đột nhiên tới nên hắn mới trở tay không kịp lãnh chính giải thích ngừng lại một chút muốn nói gì lại bị âm bà trừng thì nuốt trở về mà cao thủ này không thể cho hắc ma môn sử dụng thật đáng tiếc nhưng mà hắn biết rõ tinh quáng cũng không có gì có chúng ta ở đây thì ai cũng không thể lật sóng gió gì ưng vương tự tin nói hắn là đệ tử đắc ý của môn chủ hắc ma môn hắn cũng thực lực không kém cho dù đối mặt với huyền đế trung giai hắn nắm chắc không bại mà hôm nay bên cạnh hắn có bốn tên đế giai hắn nghĩ không ra thế lực gần với tử vong sơn mạch cũng không dám ra tay với hắn. Đáng tiếc hắn nói xong lại phát hiện cách đó, không xa có nhiều khí tức cường đại lao tới đây. Thật sự có tôm tép tới khiêu khích sao? Ưng vương nhíu mày một cái, lộ ra thần sắc hung lệ lẩm bẩm. Người tới chính là đoàn người lăng tiếu. Thiếu gia, đối phương gia tăng nhân thủ. Tàn báo tại lăng tiếu bên cạnh nói. Ân, không vướng bận, nhiều người thì thế nào, chỗ mấu chốt chính là phòng ngừa chúng bỏ chạy. Lăng tiếu ứng tiếng, thiếu gia có thể yên tâm, có ta ở đây chúng không hủy tinh quáng được đâu. Phong nhà ở một bên nói. Ân, phải chiến thật nhanh, đế giai của đối phương có thể bắt giữ thì bắt giữ, ta có chỗ hữu dụng. Lăng tiếu ứng nói. Lăng tiếu lúc này có suy nghĩ điên cuồng, hắn muốn bắt giữ cao thủ của đối phương, chế tạo thành cận vệ đoàn của hắn, lúc đó ai dám khiêu khích hắn. Sau đó đám thiên tôn và mấy chục tên địa hoàng phong tỏa bên ngoài cưỡi miêu lăng ưng, tới trước mặt lăng tiếu. Một tên thiên tôn đỉnh phong thét to, các ngươi là người phương nào, chỗ này đã bị hắc ma môn chúng ta phong tỏa, không muốn chết? Hắn nói chưa xong thì Phong Nha thuận tay quét ngang, một đạo không gian chi lực quét qua. Phốc phốc. Vậy mỗi người đều bị hắn một chiêu đập bay, chênh lệch hai đại cảnh giới, Phong Nha giết những người này đơn giản như bóp chết con kiến mà thôi. Một đám rắc rưởi. Phong Nha nói, những người ngăn cản đám người Lăng Tiếu đi tới thì phải chết, nhìn thấy một màn này thì những người đi theo Lăng Tiếu đều lặc lưỡi nói thầm thánh giai quá khủng bố trong nội tâm của bọn họ sinh ra biến hóa, độ trung thành cũng tăng lên nhiều. Trong phạm vi nhận biết của bọn họ, có cường giả tuyệt thế như vậy tọa chấn, cho dù là 18 thế lực lớn cũng không dám khiêu khích, ngược lại nhiều tán tu gia nhập vào lăng tiếu. Thuận theo đám người hắc ma môn trước mặt bị tiêu diệt, đám người hắc ma môn cũng phát hiện động tĩnh bên này. Lúc này lăng tiếu lên tiếng nói, chúng ta ở đây chờ đi, chiến đấu bên kia khó tránh ảnh hưởng tới tinh quáng. Đúng vậy, chúng ta ôm cây đợi thỏ. Tàn báo cười âm tàn, Lăng Tiếu lại nói, Lưu trưởng lão, ô trưởng lão, các ngươi dẫn người đi giết đám cá tạp đi. Lưu quần và ô phục vâng lệnh, dẫn theo 30 thiên tôn phân thành hai đội chém giết đám lăng ưng ám vệ, của Hắc Ma Môn. Rốt cuộc là người nào dám giết người Hắc Ma Môn của ta? Nhanh chóng báo lên trên, bổn đế không giết không được mà. Ưng vương cười theo tọa kỵ dẫn theo âm bà, lãnh chính và hai tên đế giai cùng vài chục thiên tôn bay qua. Âm bà cưỡi trên hắc phong ưng, liếc nhìn qua tàn báo ngoài trăm mét, nàng nhịn không được kinh hô, là hắn. Chính hắn là kẻ giết cung nam, đáng chết, hắn còn dám dẫn người đoạt tinh quáng, hẳn hắn cho rằng Hắc Ma Môn chúng ta yếu sao? Hắc Ma Môn xếp thứ ba trong 18 thế lực, trừ Linh Vũ các cùng dược môn có tư cách khiêu khích ra, thì bọn họ không nghĩ tới là ai dám lớn gan như vậy. Phong Nha cùng Tàn Báo hai người nhìn thấy người Hắc Ma Môn, sát khí nồng đậm bộc phát, không nhịn được muốn tàn sát đám người này, thế nhưng mà lăng tiếu ngăn cản, bọn họ không được vọng động. Chỗ này là địa bàn của chúng ta, phải tiên lễ hậu binh biết không? Lăng tiếu lúc này tươi cười mang theo tà khí lẫm liệt. Người quen thuộc hắn biết hắn cười như vậy sẽ có người khổ sở. Lăng tiếu tới gần đám người ưng vương chừng 50 mét thì dừng lại. Lãnh chính ở đối diện ưng vương nhắc nhở, ưng trưởng lão, thực lực đối phương rất mạnh, có hai đạo khí tức lờ mờ ẩn hiện, chúng ta nên cẩn thận. Có rất nhiều cao thủ sao? Chẳng lẽ là, thân thể ưng vương run lên, dường như nghĩ tới khả năng nào đó. Lúc này lăng tiếu lại lên tiếng nói, tại hạ thành chủ phong vân thành lăng tiếu, không biết các vị cản đường là có ý gì. Ưng vương trong lòng thầm hô một tiếng. Quả nhiên là hắn sau đó hắn có vài phần kiêu ngạo nói ra, thì ra chính là lăng tiếu, không nghĩ tới không cần ta đi tìm ngươi, ngươi tự mình đưa tới cửa. Úc, các hạ tìm ta chuyện gì? Hắn là muốn vào phong vân thành. Lăng tiếu mang theo dáng tươi cười nghiêm ngẫm nói ra, hừ, ngươi thật lớn tốt khí, ngươi cũng biết ta là trưởng lão Hắc Ma Môn, các ngươi còn dám giết người Hắc Ma Môn, chẳng lẽ muốn khai chiến với Hắc Ma Môn chúng ta sao? Ta khuyên các ngươi vẫn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, miễn cho sinh linh trong Phong Vân Thành bị đổ sát." Ưng Vương uy hiếp mười phần nói ra. Mà bên cạnh Lãnh Chính nghe bị dọa nạt thì toàn thân đổ mồ hôi lạnh, biết rõ đối phương thế mạnh còn dám xuất khẩu cùng ngôn, không phải muốn chết sao? Bỗng dưng Lăng Tiếu cười to lên, "Ha ha, Lời này chính ta định nói, không nghĩ đến lại bị các ngươi nói trước, nhưng mà các ngươi nói vậy cũng dễ giải quyết. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Ưng vương nắm chặt tay nói. Nếu là bình thường hắn không nói lời nào mà ra tay giết người, thế nhưng mà đối phương có chuẩn bị mà tới, hắn tạm thời nghẹn một bụng tức giận, hắn phát thệ trong lòng. Đợi đào tinh quáng kết thúc, nhất định phải mang binh tới phong vân thành, chém đầu tiểu tử này treo lên đầu thành. Ta không muốn làm gì, ta nghe trưởng lão của ta nói là hắn phát hiện tinh quáng trước, lại bị các ngươi chiếm lấy. Bây giờ ta vừa vặn tới đây, không biết các ngươi có ý kiến gì không? Lăng tiếu nói rất tùy ý, thiếu ra, làm gì nói nhảm với chúng nhiều vậy? Giết chúng là được. Tàn báo không thể chờ đợi muốn khai chiến. Các ngươi dám, ta chính là đệ tử chân truyền của môn chủ Hắc Ma Môn. Ta bây giờ dùng thân phận Hắc Ma Môn cảnh cáo các ngươi, mau mau thối lui. Nếu không, ưng vương cầm trường mâu và mang thân phận đệ tử môn chủ Hắc Ma Môn, ra dọa nạt lăng tiếu. Xem ra không thể bàn rồi, giết hắn cho ta. Lăng tiếu lúc này tươi cười thản nhiên mang theo tà khí. Trường 1302, đối chiến áp đảo một. Phong Nha, Tàn Báo, Tống Minh Hoa, Đỗ Thiết, Phương Thần, Lạc U sáu người đều động thủ, bị lăng tiếu ngăn cản. Bọn họ không rõ lăng tiếu bỏ bọn họ động thủ nhưng sao lại ngăn cản. Sau một khắc bọn họ đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Ưng Vương, Âm Bà, Lãnh Chính cùng với hai tên huyền đế, dài vào mấy chục thiên tôn có hai tên thiên tôn cao cấp đột nhiên lao lên, biến hóa đột ngột khiến hai người tỏa ra khí thế cường đại, cả hai cầm binh khí chém giết đám người ưng vương. Chuyện này quá đột nhiên, quá mức quỷ dị, đúng là không thể phòng ngừa. Các ngươi làm gì? Lãnh Chính đi ra khỏi người ưng vương, hắn phát hiện dị trạng bây giờ, không không do dự ra tay với hai tên thiên tôn. Bang bang, hai tên thiên tôn đang muốn đâm giết ưng vương, thì Lãnh Chính sớm một bước đánh hai người này bay ra ngoài. Xem bọn họ phun ra nhiều máu tươi, xem chừng đã chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ưng vương khó hiểu giống to lên hai người này chính lăng ưng ám vệ tại sao đột nhiên kích giết hắn ha ha có chút năng lực nhưng mà ta muốn nhìn các ngươi giết được bao nhiêu người lăng tiếu lúc này tươi cười tạ ý và thản nhiên tiếp theo là hai tên thiên tôn lại ra tay nhưng mà mục tiêu không phải là ưng vương mà là ra tay với kẻ bên cạnh mình phốc phốc hai người bên cạnh bị tên thiên tôn bên cạnh ra tay nên không kịp phòng ngự trong nháy mắt đã bị chém bay đầu tạo phản rồi mẹ nó tiêu diệt chúng cho lão tử ai dám tạo phản giết không tha ưng vương giận dữ hét lớn đầu óc của hắn đảo loạn lang ung ám vệ trung thành và tận tâm với hắc ma môn vì sao đột nhiên ra tay tạo phản âm bà đột nhiên chú ý tới nụ cười quỷ dị của lăng tiếu sắc mặt vô cùng kinh hãi thét to là hắn nhất định là hắn giờ trò quỷ hắn và ưng vương đàm phán xong thì đám lăng ưng ám vệ của hắc ma môn sói bị chúng tinh thần phủ chú khống chế thần trí của bọn họ và sinh ra chuyện phản bội dùng tinh thần lực của lăng tiếu thì có thể là siêu cường trong đế giai mà kẻ nào dưới đế giai chỉ cần không am hiểu phòng ngự tinh thần thì bị lăng tiếu tùy thời khống chế bọn họ thủ đoạn nghịch thiên như vậy thực sự là khiến người ta vô cùng quỷ ý và sợ sệt âm bà sống lâu năm kiến thức của bà ta không phải ai cũng có thể ngăn cản được thông qua quan sát của bà ta về lăng tiếu thì bà ta biết rõ lăng tiếu có liên quan tới chuyện này trong đầu của bà ta hiện ra một ý niệm chẳng lẽ là khống hồn thuật biến mất nhiều năm nghe nói đây là yêu pháp chỉ có hồn tộc mới có thể dùng mà đều sững sờ làm gì còn không mau giết đi cho ta ưng vương giận dữ hắn xuất đạo tới nay chưa bao giờ gặp qua tình huống này hôm nay thấy âm bà chỉ vào lăng tiếu lập tức bị tức giận nhấn chìm lý trí muốn ra tay với đám người lăng tiếu lăng tiếu lúc này mới thở dài nói bây giờ các ngươi có thể ra tay nhớ lấy đế giai thì phải lưu mạng sống nói xong hắn cũng gọi tiểu kim ra bại gia tử thì không gọi đối phó đám người này còn không cần hắn dùng quá nhiều áp chủ bài mà để tiểu kim đi ra chính là bảo nó tiếp ứng hiệp trợ cho mười mấy tên thiên tôn diệt sát đám cao thủ thiên tôn của đối thủ chính hắn ở phía sau áp trận yên tĩnh xem kỳ biến tùy thời dùng tinh thần lực ngăn cản địch nhân trong lúc nhất thời trên bầu trời lập tức vang lên tiếng chém giết đáng sợ oanh long oanh long chiến tranh bắt đầu từng đám linh cầm tẩu thú bên dưới sân mạch không ngừng náo loạn chạy đi lăng tiếu bên này có tống minh hoa chính là huyền đế cao giai, đỗ thiết, tàn báo, phương thần, lạc u bốn người đều là huyền đế trung giai. Đối phương chỉ có hai huyền đế trung giai, ba tên huyền đế thấp giai, ngay từ phẩm giai thì bên lăng tiếu đã chiếm hết thượng phong rồi. Mặt khác lăng tiếu bên này còn có thánh giai thấp giai trợ trận, còn không thể làm gì đám người này thì quá chê cười rồi. Hôm nay Tống Minh Hoa phối hợp với linh thú của phương thần, lạc u hai người ngăn cản năm linh thú của đối phương, còn lại đỗ thiết cùng tàn báo hai người sớm chém sạch linh thú, còn đang tìm kiếm linh thú mới. Đỗ Thiết thì nghênh tiếp lãnh chính, Tàn Báo thì trực tiếp lao qua phía âm bà, Phương Thần tìm Ưng Vương, Lạc U thì đấu với hai tên huyền đế thấp giai. Thế giới chi lực năm màu rực rỡ hiện ra chung quanh, không ngừng va chạm với nhau. Đỗ Thiết là luyện khí sư cao giai, thế giới chi lực của hắn lấy binh khí làm chủ yếu, mà vô số cho hắn sử dụng càng thêm thần kỳ. Hắn dựa vào cực phẩm đế đan của Lăng Tiếu Tiến giai, thực lực còn kém hơn đám người lãnh chính nửa chủ, nhưng mà muốn đứng vững trước thế công của lãnh chính thì không thành vấn đề. Tàn báo bên này dựa vào thế giới chi lực thượng phẩm linh cấp thế ngăn cản âm bà oanh kích, mà đào bát thức mang theo cửu hận chém thẳng vào âm bà. Ngươi là đồ tiện nhan, bây giờ không ai giúp ngươi, xem bổn đế lăng trì ngươi thế nào. Tàn báo lúc này tức giận quát to lên. Âm bà cuống quýt chống đỡ, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc khủng hoảng. Ngươi, ngươi có phải đồ đệ của hắn hay không? Bằng không thì sao ngươi hiểu thế giới chi lực của hắn, lại còn nhạn ra ta? hắn người nói chính là người bị ngươi đâm sau lưng đúng không tàn báo cũng khó hiểu mà là hỏi lại ngươi ngươi quả nhiên có liên quan tới hắn âm bà như thấy quỷ kinh hô lên tâm thần bà ta đại loạn nào có nửa điểm tâm tư muốn chiến trí óc chỉ có chữ trốn tàn báo sao cho bà ta thực hiện được tấn công mạnh hơn không ngừng kích thích nói hắc hắc bây giờ ngươi thế này rồi sao năm ấy hắn tín nhiệm ngươi không nghĩ đến ngươi lại câu dẫn nam nhân sau lưng và phản bội hắn ngươi làm vậy chẳng phải khiến hắn thất vọng sao âm bà tâm thần càng hỗn loạn trong trí óc càng càng hiện ra gương mặt khát máu của nam nhân mấy ngàn năm trước lại nhìn qua tàn báo hôm nay giống như cùng một người không hắn phụ lòng ta ta không ngừng câu dẫn hắn mà hắn lại không muốn ta rõ ràng lại đi tìm nữ nhân khác ta không phục ta âm bà bại lui kêu to lên tàn báo thừa dịp nói ngươi không nghĩ tới sao kỳ thật ta là ma đế chính là kẻ phụ lòng trong miệng ngươi đấy tốt cho một chiêu thượng binh phạt mưu, còn lại dùng công tâm kế. Tàn báo không hỗ là lão quái vật, liên tục nói lời công kích khiến âm bà hoàn toàn mất phương hướng, hôm nay đã tới gần âm bà như muốn giết bà ta. Ma đào bát thức thức thứ năm ma đào đoạn tình. Thuận theo một đao này, mặc kệ giữa tàn báo cùng âm bà có bao nhiêu ân oán tình cừu cũng bị diệt sạch. Ma đào đáng sợ giống như muốn chém bầu trời thành hai nửa, khí thế như hủy thiên diệt địa. Ma đào bát thức kỳ thật chiêu thức chẳng phân biệt trước sau, mỗi một chiêu uy lực không giống nhau, nhưng mà mỗi chiêu lại mang theo uy năng và sát khí lạnh lùng. Âm bà thất thần, dù chiêu thức vẫn chưa loạn thế nhưng mà chuẩn bị lại chưa đủ, cốt trượng trong tay của nàng đưa lên ngăn cản, cốt trượng bị cường chiêu của tàn báo đánh bay ra ngoài. Chương 1303: Đối chiến áp đảo 2. Mất đi binh khí, âm bà giống như con cọp không răng, mất đi nanh vuốt. Không, đừng giết. Ta. Âm bà hoảng sợ thất sắc, đôi mắt già mở to kinh hô lên. Đáng tiếc tàn báo sát ý dâng trào làm sao thủ hạ lưu tình được ma đao đoạn tình đao cương đoạn thể thân thể của âm bà bị cắt đứt hoàn toàn đầu thân một nẻo máu tươi bắn tung tóe vào mặt tàn báo cũng không khiến hắn cảm thấy không khỏe gì ngược lại cười to điên cuồng ha ha tiện tỳ đáng chết đây chính là kết cục phản bội bổn đế tàn báo mang cừu hạn biệt khuất mấy ngàn năm hôm nay lại chém giết địch nhân trong nội tâm giảm bớt nhiều buồn bực một bên khác ưng vương thực lực huyền đế thấp dai nhưng có thể đấu với phương thần là huyền đế trung giai ngang tay. Ưng vương có lang ưng thế giới chi lực đè ép thế giới chi lực bình thường, của phương thần, khí thế của hắn bành trướng, dường như dùng bí thuật tăng chiến lực. Lạc U bị lăng tiếu vừa giúp tiến vào đế giai không lâu, dùng một địch hai cũng không thể thắng, chỉ hơi chiếm thượng phong, có cảm giác đánh lâu không được. Mà Lạc U cùng phương thần lại là sát thủ giỏi ám sát, sát thủ đối chiến chính diện hơi kém. Mà những thiên tôn giai đối chiến thì nhan số của lăng tiếu ít hơn bên kia nhiều, thế nhưng mà có tiểu kim gia nhập chém giết, vào lúc khẩn cấp có Lăng Tiếu dùng tinh thần lực giúp đỡ, tùy thời có thể tàn sát lang ưng ám vệ. Bởi vì như thế Thiên Tôn bên phía Lăng Tiếu khí thế đại thịnh, nóng lòng biểu hiện trước mặt Lăng Tiếu, mong mau mò chóng tiêu diệt đối thủ. Bởi vì thành chủ đã sớm nói rõ, hàng năm tất cả mọi người sẽ bị thành chủ bình phẩm một lần, ai làm ra cống hiến nhiều đều có thể thu được đan dược tiến giai hoặc ban thưởng khác. Hôm nay đấu với kẻ mạnh, giết địch biểu hiện trung tâm, sau lại tìm cống hiến, bọn họ có thể không xuất lực sao? mà phong nha ở bên cạnh áp trận quan sát tình huống các nơi đồng thời cũng canh giữ bên cạnh lăng tiếu bảo hộ an nguy của lăng tiếu tốt rồi lãng phí nhiều thời gian quá phong nha ra tay đi lăng tiếu biết rõ không thể tiếp tục cũng nhanh chóng phân ra thắng thua hắn bảo phong nha ra tay phong nha đã sớm không chờ được rồi hắn gật đầu thân hình dường như không có động đậy hai thanh vũ khí làm từ huyền thiết vạn năm hiện ra trong tay hắn hắn lúc này ra tay với hai tên huyền đế thấp dài đang dây dưa với lạc u bên này hai tên huyền đế thấp giai đang bận rộn ứng phó lạc u làm gì có thời gian quan tâm tới hai thanh vũ khí làm từ huyền thiết vạn năm chứ bọn họ bị đánh trúng dù phát hiện ra bị đánh lén nhưng không né tránh kịp thời hai người này bị đánh trúng bang bang hai tế nện chúng văng lên hai người này từ trên cao nện xuống ngọn núi bên dưới hình thành hố sau hai người nằm trong lòng núi sống chết không rõ thánh giả không ra tay thì thôi ra tay tất kinh thiên động địa hai tên đế giai không chịu nổi một kích Lạc U còn đang phát mộng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, còn không mau đi bắt chúng lại. Lăng Tiếu vội vàng mở miệng phân phó, Lạc U mới bình tĩnh trở lại, vội vàng lướt đi xuống dưới. Phong Nha lại ra tay với lãnh chính đối diện, lần này hắn cũng không dùng chiêu cũ, mà là đánh ra một trường xuyên qua hư không, xuyên qua thế giới chi lực của lãnh chính. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt lãnh chính và trưởng này nệ vào ngực lãnh chính, lãnh chính như con diều đứt dây bay xuống đất, một tên huyền đế trung giai bị đánh bay dễ dàng lăng tiếu nhìn phong nha ra tay hai lần trong lòng thở dài thánh giai quả nhiên có năng lực thông thiên không biết khi nào mình mới đạt tới ưng vương đang đối chiến với phương thần vừa vặn nhìn thấy lãnh chính bị đánh bay đi thể xác và tinh thần chấn động hoảng sợ phương thần thừa dịp này đánh ra vô số kiếm khí nhấn chìm ưng vương đinh đương đinh đương kiếm cương của phương thần đánh lên người ưng vương và không tạo ra bao nhiêu thương hại từ đó có thể thấy được chiến giáp trên người hắn bất phàm thế nào thì ra là ám huyết vệ giáp năm đó của bồn đế không nghĩ tới phản đồ đã tu bổ nó và cho ngươi mặc nhưng bây giờ nó vật quy nguyên chủ tàn báo nhìn vào bộ giáp trên người ưng vương và lẩm bẩm bộ vệ giáp này chính là bán giai thánh khí là vệ giáp thiếp thân của hắn năm đó sau này bị phản đồ hủy đi thân thể vệ giáp cũng rơi vào trong tay phản đồ ngay lúc phong nha ra tay với ưng vương ưng vương lập tức sử dụng át chủ bài cứu mạng của mình hắn ở trước mặt cao thủ tuyệt thế mạnh hơn một đại cảnh giới thì chưa đủ nhìn hơn nữa bên cạnh hắn còn có một tên đế giai đang nhìn chằm chằm vào nếu hắn không dùng át chủ bài cuối cùng chỉ sợ còn không thoát được vận mệnh phải chết trên tay của hắn nhiều ra một khối ngọc đồng hắn không chút suy nghĩ bóp nát ngọc đồng này đi trên gương mặt bình tĩnh nói thầm sư tôn xin ra tay giết địch thủ sư tôn tàn báo cùng phong nha lúc này kinh hô lên ưng vương tự xưng chính là đệ tử môn chủ hắc ma môn mà đệ tử môn chủ hắc ma môn còn có thể là người nào khác chứ môn chủ hắc ma môn từng phản bội tàn báo thuận theo ngọc đồng nghiền nát thiên địa bắt đầu chấn động trong không gian vạn mét nơi đây như có tầm màn che bao phủ giống như màn đêm đang bao phủ không gian phía sau là cương phong nổi lên không khí cuồng bạo người ở đây bị không gian chấn nhiếp bọn họ cảm giác áp lực đáng sợ đang nghiền áp tới khiến cho bọn họ cảm thấy không thở được như thế lăng tiếu nhíu mày lẩm bẩm hắn cũng như mọi người cảm thấy bị áp lực này đè nặng cảm giác này đáng sợ lần đầu gặp phong nha và lần ở trong rực môn gặp hỏa thiên trọng cũng có cảm giác tương tự trong đầu của hắn chỉ nghĩ tới bốn chữ thánh giả lâm hàng chỉ có cường giả ngoài thánh giả mới có thể tạo thành áp lực như thế bằng không hắn không nghĩ ra phải là người dạng gì mới có áp lực khủng bố như vậy thuận theo không gian bao phủ khí tức này càng ngày càng đáng sợ cường giả thiên tôn giai không nhịn được phải hạ xuống đất nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy khó thở dù sao bọn họ cũng không thể lăng không được những linh thú kia càng không ngừng gào thét không cam lòng bày tỏ bất mãn bỗng dừng giữa không trung xuất hiện hư ảnh cao ngất hư ảnh này ngưng tụ thành hình người tướng mạo lạnh lùng nhìn qua chừng ba bốn mươi tuổi nhìn từ bề ngoài còn trẻ hơn ưng vương vài phần khí thế thượng vị giả bao phủ chung quanh ánh mắt hắn quét qua khiến mọi người cảm thấy như bị độc xà nhìn chằm chằm vào để người ta không dám nhìn thẳng tàn báo bên cạnh lăng tiếu đỏ mắt đứng lên hai đấm nắm chặt trên người bộc phát lửa hận sát ý không cách nào vãn hồi được phản đồ tàn báo giống to điên cuồng, rất muốn lập tức đánh hư ảnh kia thành cạn bã. Thế nhưng mà Phong Nha đẻ vai hắn lại, nói, không nên vọng động, thực lực của hắn thâm bất khả chắc đúng vậy. Hư ảnh trước mặt là môn chủ Hắc Ma Môn, tên chính thức của hắn không ai biết, tất cả mọi. Người xưng hắn là Hắc Ma. chương 1304, Hắc Ma kinh hiện. Mà lúc đó tàn báo đặt tên này có ý nghĩa trọng đại. Thứ nhất là bởi vì tông môn của bọn họ tu luyện công pháp hắc ám là chủ yếu, cho nên chữ đầu tiên chính là hắc, Thứ hai là Tàn Báo bị người khác dụ làm ma đế, cho nên hắn đặt chữ thứ hai là ma, mà khi ấy Tàn Báo có đệ tử duy nhất cho nên hắn gọi là Hắc Ma. Tàn Báo khi ấy muốn chọn đệ tử duy nhất này làm người kế thừa tông môn. Tàn Báo vẫn nói hai chữ phản bội, kỳ thật chính là nói đồ đệ của hắn, chính là đồ đệ hắn xem như con. Trong lòng Tàn Báo nhớ lại chuyện cũ trước kia. Trong thôn Trang Bình dân, một hài tử không tới 10 tuổi bị gọi là cô sát tinh, từ một khắc được sinh ra thì người bên cạnh hắn không ngừng xảy ra chuyện mẫu thân của hắn vì sinh khó mà chết, sinh hắn ra không tới nửa tháng thì nhà hắn ra cầm bắt đầu lục tục chết đi, khi ấy còn không ai quá để ý, còn cho rằng là ôn dịch tạo thành. Thế nhưng mà sau khi hắn được một tuổi thì phụ thân của hắn tiến vào trong núi săn thú, nhưng bỏ mình ngoài ý muốn. Sau những năm tháng hắn lớn lên, những thân nhân chiếu cố hắn cũng bắt đầu chết đi. Một nhà 18 miệng chết cả, chỉ còn lại mình hắn gần 10 tuổi. Càng ly kỳ là sau khi người thân của hắn chết đi, phàm là người tiếp xúc với hắn đều chết đi khó hiểu kết hợp nhiều chuyện với nhau nên các thôn dân đã suy đoán. Cuối cùng trải qua thôn dân nhất trí nhận định hài tử này là cô sát tinh, cả đời nhất định cơ khổ, mà mạng của hắn khắc chết những người tiếp xúc với hắn. Cho nên thôn dân mang hắn bỏ vào trong cái nôi thả trôi sông, miễn cho hắn lớn lên khắc mạng toàn bộ thôn làng. Lúc người dân thả hắn vào trong nôi thì tàn báo vô tình đi ngang qua thôn này, hắn nhìn thấy đứa nhỏ này sắp bị dình chết, nhưng hắn hoàn toàn không có sợ hãi chút nào, ánh mắt vẫn bình tĩnh, cho dù là kêu khóc, ồn ào cũng không có, giống như đã sớm trải qua chuyện sinh tử, để người khác cảm thấy hài tử này tâm tư đã chết. Khi ấy tàn báo kỳ quái thần sắc của hài tử này, nhưng mà hắn cả đời xem mạng người như cỏ rác, đương nhiên sẽ không thương xót tính mạng của tiểu hài tử mà cứu hắn. Thế nhưng mà đúng lúc hắn định rời đi lại phát hiện một chuyện làm hắn ngạc nhiên. Sau khi đứa bé bị dìm vào trong nước không lâu, cá trên sông này chết trắng bụng nổi lên, mà nước sông cũng biến thành màu đen, chuyện này vô cùng quỷ dị. Chuyện quỷ dị như thế khiến tàn báo chú ý, cuối cùng hắn rốt cuộc không nhịn được nghiên cứu, hắn dùng thuộc lực cường đại tách nước sông ra, rõ ràng phát hiện tại hải tử dưới đáy sông vẫn bình yên vô sợ, dường như có đoàn hào quang đen bảo vệ hắn, để hắn không bị nước sông làm chết đuối, mà hào quang màu đen mang theo lực lượng hủ thực, nước sông biến thành màu đen, cá chết trắng bụng. Nhìn thấy một màn này, đột nhiên con mắt tàn báo sáng ngời, hắn biết rõ tình huống chân thật của hài tử này. Hài tử này có ám sát chi thể, là thể chất hắc ám trăm phần mặt khác còn tích chữ sát khí bá đạo, là thể chắc tu luyện ám thuộc tính tuyệt hảo, một khi đạp vào tu luyện chi lộ thì thành tựu của hắn không cách nào tưởng tượng được. Bản thân tàn báo là cường giả tu luyện ám thuộc tính, khi ấy hắn đã là thiên tôn đỉnh phong, chỉ kém nửa bước bước tiến vào huyền đế. Hắn sớm có tư cách thu đồ đệ, lúc trước hắn vẫn không muốn thu đồ đệ làm gì, thế nhưng mà sau khi thấy thể chất của hài tử này, hắn đâu có nhịn được, lập tức cứu. Hắn ra và cho nó bái sư. Từ khi đứa bé ở bên cạnh của tàn báo thì hắn có cái tên Hắc Ma bởi vì tàn báo cảm thấy hài tử này là ác ma trời sinh, hắn sinh ra là vì giết chóc. Tàn báo cứu hài tử này về và tận tâm bồi dưỡng hắn thành tài. Hắc ma cũng không phụ kỳ vọng của tàn báo, tốc độ tiến dai cực nhanh, hơn nữa ngộ tính của hắn cực kỳ cao, khiến tàn báo càng vui vẻ, xem hắc ma đối đãi như con ruột của mình. Thế nhưng mà hắc ma đến cuối cùng vẫn phản bội hắn, cũng bởi vì hắn kỳ vọng hắc ma quá cao, ngày thường nghiêm khắc quá độ cho nên từ nhỏ hắn đã thống hận tàn báo. Thử nghĩ một chút, một hài tử chưa tới 11 tuổi đích thân đi cắt cổ họng người sống thì hắn có cảm thụ gì? Để một hài tử chưa tới 12 tuổi đi chém giết mấy chục con sói là thế nào? Để một hài tử vừa mới 15 tuổi ẩn nấp ám sát 48 nhân khẩu nhà người ta. Đây là những chuyên nhân chính khiến Hắc Ma phản bội tàn báo năm đó nhầm phát tiết, bởi vì tàn báo dạy hắn toàn là giết chóc, hỗn loạn và cừu hận, cho nên hắn từ đầu tới cuối không có tình nghĩa với Tần báo, xem Tàn báo như kẻ thù của mình đương nhiên hắc ma cũng bởi vì sợ khi tàn báo đột phá thánh giai thành công thì sẽ đè ép hắn tiếp khống chế hắn như con dối hắn đã sớm chán ghét cách sống do tàn báo an bài hắn muốn sống theo đường của bản thân mình cho nên cuối cùng thời điểm tàn báo đột phá thánh giai thì hắn thừa cơ ra tay chém giết tàn báo bí tân này nằm trong lòng tàn báo cũng không nói cho ai biết cảm thụ bị người tín nhiệm nhất phản bội là thế nào đau đớn trong đó hắn khắc cốt minh tâm năm ấy hắc ma phản bội tàn báo đã đạt tới huyền đế giai chiến lực của hắn tiếp cận tàn báo, thậm chí nếu hắn toàn lực chém giết thì tàn báo, có khi không phải đối thủ của Hắc Ma. Hôm nay đã hơn 5.000 năm rồi, Hắc Ma đã sớm bước vào thánh giai, về phần tới cảnh giới nào thì tàn báo không biết. Ưng vương bóp nát ngọc đồng gọi ấn ký tính mạng của Hắc Ma ra, có thể khiến thần niệm của Hắc Ma rót vào trong hư ảnh này, càng có thể trợ hắn giết địch. Đây chính là điểm ưng vương dựa vào, một thần niệm của thánh giả đủ diệt sát bất cứ kẻ nào dưới thánh giả rồi về phần có thể đối phó phong nha hay không còn phải chờ xem đồ nhi bái kiến sư tôn ưng vương đối diện hắc ma khom người thật sâu hắc ma đạ mạc nhìn qua ưng vương một cái khí thế không giận tự uy phát ra chuyện gì cần kinh động vi sư nếu nói không ra lý do thì ngươi biết hậu quả rồi chứ ưng vương thể xác và tinh thần run lên chỉ vào dám người lăng tiếu nói sư tôn bọn chúng muốn đoạt thượng phẩm huyền tinh quáng mạch của chúng ta phát hiện còn giết âm trưởng lão lãnh trưởng lão các vị trưởng lão khác giết sạch hôm nay đổi nhi một người không thể thủ tinh quáng mới liều chết mời sư tôn ra tay cũng xin sư tôn minh giám ưng vương biết rõ tính tình của sư tôn hắn nếu hơi có bất mãn bản thân hắn sẽ đầu lìa khỏi cổ ánh mắt hắc ma nhìn qua đám người lăng tiếu cuối cùng dừng lại trên người phong nha ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần buồn bã dám hỏi có phải là phong nha sư thúc không phong nha tiến lên trước một bước khí thế phát ra lạnh lùng nói tiếng sư thúc của người ta không đảm đương nổi Chương 1305, Phong Nha chiến Hắc Ma. Sau khi Hắc Ma xoán vị thành công, hắn lại bế quan trùng kích thánh giai thành công, cũng từng muốn giết sư thúc như hắn. Khi ấy Phong Nha tự phong ấn mình trong trận pháp khổ tu phong ma quyết, tiến giai thập phần mạnh mẽ. Hắc Ma cũng muốn đoạn tuyệt khả năng bị báo thù, vì vậy liền cho Phong Nha ăn ma thú đan, muốn để Phong Nha triệt để biến thành nửa người nửa thú. Thế nhưng mà Phong Nha bởi vì nhân họa đắc phúc hiểu được ma, là thế nào, phối hợp với phong ma quyết thành tựu thánh giả, đây đại khái là cục diện hắc ma không tưởng được minh thủy môn bị diệt âm bà cũng mang chuyện phong nha đào thoát nói với hắc ma vì vậy bây giờ nhìn thấy phong nha cũng không quá giật mình có lẽ hắn cũng không xem phong nha vào mắt hắc ma năm ấy điên cuồng lên không chỉ phản bội tàn báo còn muốn giết hắn trong đại trận phần cừu hận này phong nha không kém hơn tàn báo chút nào hắn cùng muốn chém nhiệt đồ hắc ma thiên đao vạn quả hắc ma không nghe phong nha nói hắn bây giờ chỉ là thần niệm ở đây cũng không thể chống đỡ quá lâu, vì vậy nói, sư thúc, chuyện năm đó là ta không đúng, nếu như ngươi chịu nguyện ý trở về ma môn, ta sẽ phong ngươi làm thái thượng trưởng lão, nắm giữ đại quyền sinh sát trong tông. Ưng ừ, vương nghe Hắc Ma nói thì nội tâm kinh ngạc, hắn đâu có nghĩ thánh giả trước mặt chính là sư thúc của mình chứ. Hắn không phải rất hiểu chuyện lúc trước, chỉ nói thầm trong lòng. Đây không phải lũ lụt miếu long vương sao, người trong nhà không nhận ra người trong nhà, nhưng mà xem ra sư phụ cùng sư thúc tổ có mâu thuẫn rồi khó trách sư thúc tổ muốn ra tay với người mình. Ha ha, nói không tệ, nhưng mà ta không tin tưởng lời của tiểu nhan như ngươi, năm ấy ngươi ngay cả sư phụ còn dám giết, còn có chuyện gì ngươi không làm được, bây giờ ta diệt thần niệm của ngươi, giết rồ đệ của ngươi tiết hận, ngày sau sẽ tìm ngươi tính sổ. Phong nhà tươi cười điên cuồng, trong nháy mắt đôi mắt đỏ lên, đầu tóc của hắn biến dài hơn. Phong ma quyết phong phát vạn thiên. Vô số tóc trong nháy mắt như kim châm bén nhọn đâm vào hư ảnh hắc ma, tốc độ kia nhanh hơn đế giai nhiều lần, kim châm ngàn vạn, một khi chúng chiêu thì bất kể là ai cũng bị đâm thành trăm ngàn lỗ thủng mà chết. Sư thúc ngươi quá điên cuồng, hôm nay thực lực của ngươi tu luyện không dễ, ngươi không hiểu cách quý trọng, ta cũng không cần giảng tình cảm gì. Hắc ma nói một câu, một bàn tay nâng lên điểm qua, bỗng dưng một trưởng đánh thẳng ra ngoài. Một trưởng này mang theo hủ thực, bao phủ đám tóc hóa thành kim châm kia vào trong. Hai lực lượng khác nhau va chạm vào nhau, năng lượng phát tán ra bao phủ hư không mấy trăm trượng đám người lăng tiếu nhanh chóng lui ra phía sau cuộc chiến của thánh giả quá mức kinh người hơi có chút ảnh hưởng thì bọn họ phải chết ở đây tóc của phong nha dù sắc bén thế nào bị một trưởng của hắc ma bao phủ cũng bị hủ thực đi trong nháy mắt trưởng ảnh này đánh thẳng vào phong nha trong nháy mắt ngàn vạn không gian chi lực như bao phủ phong nha phong nha tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết hắn đánh ra vô số quyền mỗi một quyền đánh ra đều đánh nát không gian chi lực và trưởng ảnh có chút năng lực nhưng còn chưa đủ nhìn hắc ma thì thào nói một tiếng lúc này lại đánh ra một chiêu nữa không gian trong nháy mắt như bị đè nén lại đánh tới uy lực mạnh mẽ có thể nghĩ phong nha đạp một cái một đạo năng lượng màu đen trùng kích lên cao oanh long hai đạo năng lượng va chạm mạnh mẽ lực trùng kích khoách tán ra bốn phía vô số năng lượng hắc ám quét qua khiến tất cả sinh vật bị trúng năng lượng này đều mất đi sinh cơ hai chiêu liều mạng này phong nha bị đẩy lui ngàn dặm hơn nữa năng lượng ngủ thực như dòi bọ không ngừng ăn mòn chân của hắn trong nháy mắt chân hắn bị hút thực biến mất. Ám sát kính, thần sắc Phong Nha biến đổi, hắn kinh hô một tiếng, lực lượng quán chú và chân và đánh tan sát khí. Sát khí này là độc của Hắc Ma, nó còn mạnh hơn năng lượng ngủ thực gấp trăm lần, nếu không có năng lực giải trừ thì cả người sẽ bị ăn mòn mất. Nếu là võ giả dưới thánh giả, chưa hẳn có thể bài trừ ám sát khí của Hắc Ma, mà Phong Nha thì làm được, Hắc Ma ở đây là thần niệm chứ không phải chân thân, thực lực giảm đi quá nhiều nhưng mà trong lúc phong nha phân thần thì hắc ma cười lạnh lại ra chiêu cùng dùng không gian chi lực như lúc trước công kích phong nha đại kinh song trưởng vội vã đánh ra hai con phong ma lao tới trong lúc nhất thời hai người lại bắt đầu đối chiến cùng một chỗ từng đạo lực lượng không gian không ngừng va chạm với nhau lực lượng mênh mông bàn bạc tỏa ra bốn phía nhân loại và linh thú muốn đứng dậy quá khó khăn võ giả đạt tới đế giai mới có tư cách yên tĩnh quan sát cuộc chiến này kinh nghiệm trong đó đủ cho bọn họ tiêu hóa xong và tiến thêm một bước đạt tới thánh giả thì phải hiểu được cách vận dụng không gian chi lực nó thể vượt qua khoảng cách vạn dặm có thể một chiêu hủy diệt thiên địa không ai có thể sánh bằng tất cả võ giả đều có năng lượng không giống nhau nhưng mà lực lượng không gian thì giống nhau lăng tiếu cũng trầm mê vào trong đó ngộ tính của hắn rất tốt mỗi khi xem thánh giả ra tay thì hắn có cảm giác không giống nhau để nội tâm của hắn có cảm giác minh ngộ luôn có thể bắt được trong nháy nhưng lại không thể bắt được cái gì thiếu ra mời ngươi ra tay cứu phong nha Tàn báo ở bên cạnh cắn nát bờ môi nói ra. Trong nội tâm tàn báo đã sớm nghẹn một bụng lửa giận, nhưng mà Phong Nha tại ra tay chiến đấu thì hắn cũng tỉnh táo lại, không nên bạo lộ thân phận bây giờ, bằng không hắc ma chắc chắn không tiếc tất cả ra tay chém giết hắn trước. Hắn áp chế cảm xúc mặt trái trong nội tâm của mình, nhìn thấy gương mặt tên đồ đệ quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm này của hắn. Hắn không thể ngờ mới qua mấy ngàn năm ngắn ngủi, mà tên đồ đệ của hắn đã bước ra một bước đáng sợ như vậy, chỉ một đạo thần niệm đã đủ đối chiến với Phong Nha, hơn nữa còn chiếm hết thượng phong ép phong nha chật vật không chịu nổi tàn báo lúc này lo lắng cho an nguy của phong nha không thể không mở miệng cầu lăng tiếu giúp đỡ thực lực của lăng tiếu còn chưa đủ sức đối phó hắc ma nhưng mà tàn báo lại biết rõ thiếu gia của hắn còn có rất nhiều át chủ bài còn chưa vận dụng có năng lực trợ giúp phong nha một tay sau này hắc ma ý thức được mình không chống đỡ thêm bao lâu nữa hai tay của hắn đánh ra thủ ấn huyền ảo rất nhiều linh khí chung quanh bị rút sạch một đạo năng lượng nồng đậm khủng bố bắt đầu khoách tán ra ngoài Mọi người ở cách đó thật xa cũng cảm giác một chiêu này rất đáng sợ, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi, giống như cảm thấy nếu chúng một chiêu này thì hài cốt không còn. Sư thúc, đến đây thôi, ta tiễn ngươi đi gặp sư phụ thân ái của ta, ta nghĩ các ngươi nên sớm đoàn tụ với nhau đi. Hắc ma nói một câu sau đó dùng song trưởng đánh thẳng về phía phong nha. Chương 1306, Long Mạch Tri Địa, 1. Lúc này đạo năng lượng màu đen kia bắn ra ngoài giống như nhật thực, loại giống như ánh trăng áp thẳng qua phía phong nha thần sắc của phong nha đại kinh hắn vận dụng phong ma quyết tới mức tận cùng hắn có bộ dáng không thành ma cũng thành nhân thân thể bành trướng tới cực hạn và lực lượng vận dụng tới tận cùng muốn đánh tan một chiêu này của hắc ma đáng tiếc lực lượng của hắn đánh tới trong nháy mắt bị năng lượng hắc ám này cắn nuốt cũng đánh thẳng qua phía hắn hết phong nha đối mặt lực lượng to lớn này và đổ mồ hôi lạnh hắn đã không có thời gian tránh né chiêu này tấn công quá nhanh lúc năng lượng hắc ám sắp nhấn chìm phong nha cho thì một đạo lửa nóng lập tức đánh thẳng về phía đạo năng lượng này. Oanh Long, Hỏa Long mang theo lực trùng kích cường đại đánh thẳng vào trong năng lượng hắc ám kia. Hắc Ma nhíu mày nhìn qua người phát ra chiêu này, hắn không nghĩ tới vào lúc này có người có sức ngăn cản công kích của hắn. Ở trung vực này không có bao nhiêu người dám động tới hắn, hẳn là còn có lão quái vật ẩn thế không xuất hiện sao? Hắn nhìn thấy một nam tử trung niên thân hình cao lớn tỏa ra uy áp cường đại và bá khí. Nam tử trung niên này chính là liệt viêm hổ biến thành Lăng Tiếu lúc này nhanh chóng gọi hắn ra ngoài, hắn cũng không muốn nhìn thấy Phong Nha bị Hắc Ma tiêu diệt. Thủ hạ bại tướng, ngươi lui qua một bên, xem hổ ra diệt hắn. Địa liệt viêm hổ nhìn qua Phong Nha quát lên, tiếp theo nó như mũi tên lao thẳng qua phía Hắc Ma bên này, một quyền mang theo sức mạnh to lớn nện thẳng vào Hắc Ma. Điều này cũng khiến Hắc Ma động dung, hắn rõ ràng cảm giác được nam nhân trước mặt không phải là nhân loại, mà là linh thú bát giai biến hóa mà thành, mà uy lực một quyền này có lực lượng còn gấp mười mấy lần Phong Nha là linh thú bát giai trung cấp hắc ma lúc này quyết định trong lòng hắn cũng dùng một trường ngăn cản mãnh hổ quyền đánh tới lực lượng quyền trưởng giao nhau lại một lần nữa bắn ra vô số đạo năng lượng chiếu sáng cả phiến thiên địa này mà hắc ma rút lui đồng thời hư ảnh hắn ngưng tụ ra nhợt nhạt đi rất nhiều có thể thấy một quyền của liệt viêm hổ tạo ta bao nhiêu tổn thương thần niệm cho hắc ma biến thành không chịu nổi một kích địa liệt viêm hổ khinh thường nói một tiếng sau đó nó lại lao tới tấn công hắc ma Hắc Ma dùng chiêu đối chiêu, lực lượng trong hư ảnh ngưng tụ thành giảm nhiều, hắn biết rõ chuyện lần này rất khó làm. Ngươi chớ có đắc ý, sau khi chân thân của ta tới nhất định sẽ toàn diệt các ngươi. Hắc Ma nói ra một câu và dùng một đạo năng lượng bắn thẳng qua hướng của Ưng Vương, cũng kéo Ưng Vương vào trong không gian và mang theo hắn chạy trốn. Cái gọi là thánh giả thì không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Tàn Báo lo lắng bay tới bên cạnh Phong Nha và hỏi, "Phong Nha không sao chứ?" Phong Nha vô cùng chật vật, quần áo trên người bị ám sát chi khí hủ thực không còn da thịt trên người héo rút và đen sạm lại phong nha lắc đầu nói không có gì đáng ngại ám sát chi khí thật đáng sợ nếu như chân thân của hắn tới đây chỉ sợ hắn không thể không thừa nhận hắc ma cường đại vượt qua dự kiến của hắn quá nhiều chỉ một đạo thần niệm đã khiến hắn chật vật như thế này rồi nếu không phải địa liệt viêm hổ ra tay hắn đã bị diệt sát rồi có thể thấy lực lượng chân thật của hắc ma ít nhất cũng phải ngoài thánh giả trung giai rốt cuộc có phải là thánh giả cao dai hay không còn khó nói phản đồ đã trưởng thành tới mức này muốn báo thu chỉ sợ không dễ dàng tàn báo nặng nề thở dài một hơi hắn biết rõ thiên phú của hắc ma mặc dù hắn hiện tại cách lực lượng đỉnh phong không xa nhưng mà muốn đuổi theo hắc ma còn kém quá xa nội tâm của hắn cảm thấy hữu tâm vô lực thiên phú tranh lệch còn có thể dùng cố gắng bù đắp được nhưng mà tranh lệch cả thiên phú và thời gian thì làm thế nào bù đắp được đây bây giờ hắc ma đã có thực lực vượt qua hắn vô số lần hắn không cảm thấy áp lực sao? Chúng ta không được không phải vẫn còn thiếu gia sao? Thiên phú và cơ duyên của thiếu gia còn đáng sợ hơn phản đồ vô số lần. Hôm nay đế giai không có bao nhiêu kẻ uy hiếp được thiếu gia, có lẽ qua không bao lâu sẽ vượt qua đám lão nhân chúng ta đấy. Phong Nha nhìn qua Lăng Tiếu và nói lời lẽ đầy hy vọng. Hắn biết rõ có thể đối kháng với Hắc Ma không phải thiếu gia thì không còn ai khác. Tàn Báo gật đầu, nói, đúng vậy, năm đó ta đi theo thiếu gia, nhìn thấy hắn đi từng bước và có thực lực như bây giờ, thật sự khiến người ta hâm mộ. Lúc này Lăng Tiếu bay tới, nhìn Phong Nha hỏi thăm một câu, thấy Phong Nha không có gì đáng ngại thì thả lỏng trong lòng. Các ngươi đều tán đi, xem chung quanh có dư nghiệt hắc ma môn sót lại không, một tên cũng không bỏ qua cho chúng. Lăng Tiếu đối diện với đám thiên tôn truy tùy giả nói một câu, tiếp theo lại nói với Phong Nha, Phong Nha mang theo thần côn tới đây, tàn báo nhanh chóng mang theo chúng ta tới vị trí tinh quáng, nhất định không cho chúng phá hoại nó được. Tuy nói đã bức lui cao thủ chủ yếu của Hắc Ma Môn, thế nhưng mà bên tinh quáng vẫn có người hắc ma môn lưu lại, lăng tiếu đang lo lắng đám người này ra tay hủy tinh quáng đi. Mọi người đều làm việc của mình, phong nha đi đón người, mà tàn báo thì mang theo đám người lăng tiếu đi tới tinh quáng. Tới tinh quáng thì phát hiện có không ít người hắc ma môn đang ở đây. Bọn họ dường như đang chờ đám người ưng vương khải hoàn trở về. Bọn người lăng tiếu không nói hai lời, lập tức chém giết toàn bộ đám người ở đây, mà đám võ giả đang ở trong tinh quáng không rõ tình huống nên bị lăng tiếu, dùng tinh thần chú khống chế. Lăng Tiếu cũng không muốn lãng phí sức lao động miễn phí này, cũng sợ kinh động bọn chúng hủy tinh quáng đi. Thi triển tinh thần chú với kẻ yếu còn dễ hơn thi triển với đám cường giả nhiều. May mắn, có người hạ cấm chế ở đây, không có bị bọn chúng phát hiện tình huống, bằng không tinh quáng khó nói trước sẽ bị hủy. Lăng Tiếu lúc này khống chế không ít người, lại cho đám người này chém giết đám người bên cạnh mới thở dài một hơi. Chỗ này sớm bị người ta hạ cấm chế ngăn cách, để bọn họ không bị ngoại giới ảnh hưởng tiến hành đào móc chuyện này cũng khiến người ở đây không biết chuyện bên ngoài bằng không chỉ sợ tinh quáng bị bọn họ hủy mất rồi trải qua nhiều chắc chờ đám người lăng tiếu cũng nắm giữ tinh quáng này lăng tiếu ra lệnh cho đám người vào bên trong giò xét một lần hắn nhìn thấy thượng phẩm huyền tinh không ngừng chiếu sáng trên vách động nội tâm hưng phấn lên từ trước tới giờ hắn chém giết không biết bao nhiêu cao thủ và thu không gian giới của bọn họ trên người xem như thân gia phong phú hôm nay nhìn thấy chút huyền tinh của mình chỉ là một góc của băng sơn không đáng giá nhắc tới Xem ra là trời giúp bản thiếu gia thành đại sự." Lăng Tiếu kích động cảm khái. "Chương 1307, Long mạch chi địa, 2. Có tinh quáng này, hắn có thể chiêu binh mãi mã mở rộng thế lực, làm sao sợ không thành đại sự chứ?" Lăng Tiếu thao túng đám người hắc ma môn tiếp tục đào móc tinh quáng, cũng bắt đầu kế hoạch chế tạo cận vệ quân. Mà lãnh chính và mấy tên đế giai cấp thấp dường như đã nhận mệnh, hơn nữa lực lượng còn bị phong bế, bọn họ bây giờ như cá nằm trên thớt, căn bản không có chút năng lực phản kháng nào cả tinh thần lực của lăng tiếu tạm thời không thể dễ dàng khống chế võ giả cao dai nhưng mà khi bọn họ bị trọng thương thì khác linh hồn lực thời điểm đó là yếu nhất bây giờ muốn khống chế bọn họ cũng không có tốn sức ba tên đế giai đương nhiên lăng tiếu phải dùng tinh thần chú cao cấp khống chế rồi sau khi khống chế ba người này phòng nhà cũng mang đám người huyền diệu đi tới nơi này huyền diệu lúc này không đáp súng nói chuyện với lăng tiếu mà là xuất ra một tấm gương nhỏ nó có bộ dáng như đồ cổ Bắt đầu quan sát tình huống sơn mạch bốn phía, thần sắc không ngừng biến hóa vài lần. Lăng Tiếu do dự một chút bay tới bên cạnh Huyền Diệu hỏi, "Thần côn, ngươi có phát hiện gì sao?" Huyền Diệu thu hồi tiểu kính và cười ha hả, ha, nói, "Ha ha, thực sự là không tới phí công mà, chỗ này chính là đại thế chi địa, chúng ta không thành lập thế lực ở đây thì quá uổng phí nơi trời cho này." Khóe mắt Lăng Tiếu khó hiểu, nói, "Lập tông ở đây?" Huyền Diệu chỉ vào một ngọn núi cao và nói, thiếu gia người phát hiện 10 tòa núi cao này có gì đặc biệt không? Lăng tiếu lúc này tinh tế quan sát một chút, phát hiện 10 tòa núi cao nơi này đúng là hùng vĩ nhất, nhưng mà có gì đặc biệt cơ chứ? Hắn xem đi xem lại và thần sắc có chút biến đổi, nói, từng ngọn núi cao độc lập mà nhìn thì chúng chẳng khác gì núi thường, thế nhưng mà nếu nhìn cùng lúc thì chúng giống như sống lưng cự long phập phồng, mà tòa núi cao nhất chính là đầu cự long, nó mang theo khí thế trùng thiên, xác thực có vài phần tuyệt diệu không thể tả mà nơi này chung quanh có rừng rậm và sông ngòi phong cảnh cực tốt nếu xây dựng tông môn ở đây huyền diệu lắc nhẹ quạt phiến và nói thiếu gia rất thông tuệ đã nhìn ra chỗ huyền diệu của nó rồi nhìn ngươi càng thích hợp làm thần côn hơn đấy hắn vui đùa một câu người ngọn núi cao này đúng là như hình dáng cự long nhưng mà ngươi nhìn qua hai bên của chúng là khu vực bằng phẳng không hiểu hai nơi này chính là cánh của cự long sao nói nhanh lên nào lăng tiếu vội vàng nói to địa thế chỗ này là phi long thăng thiên chính là phúc địa hiếm cố mà chỗ này sở dĩ có thể hình thành tinh quáng cũng chính là bởi vì nó là miệng cự long có thể tích lũy đại lượng tinh hoa nhật nguyệt nếu như ta không đoán sai thì số lượng tinh quáng nơi đây đạt tới mức dọa người huyền diệu nói ngươi nói phương viên mấy ngàn dặm quanh đây đều có tinh quáng sao lăng tiếu hỏi ngược lại đúng vậy đây là một cái long mạch mà nơi này chỉ đào một chút tinh quáng mà thôi nếu xâm nhập vào sâu trong lòng đất đi thông các nơi dưới ngọn núi sẽ có thêm tinh quáng nữa, ta kiến nghị thiếu gia chỉ nên đào móc tinh quáng ở nơi này thôi, không thể lại đào móc ở nơi nào khác, một khi tổn thương long mạch thì ảnh hưởng tới cách cục ở nơi này. Huyền Diệu Phi thường tự tin nói một câu. Ô, thần côn ngươi, ngươi không có nói dỡn chứ. Lăng tiếu liếm liếm môi nói ra, nếu như bên dưới chung quanh đây đều có tinh quáng, một khi khai thác toàn bộ sẽ có bao nhiêu tài phú chứ, có bao nhiêu tài nguyên tu luyện và mở rộng thế lực. Việc này không thể nói dỡn được phàm là tiên sơn phúc địa đều bị đại thế lực chiếm cứ, bọn họ không chỉ muốn đệ tử tu luyện nhanh hơn, cũng muốn mượn khí vận nơi này giúp thế lực trường tồn. Hôm nay chúng ta chiếm địa thế phi long thăng thiên thành lập thế lực, thiếu gia và tông môn sẽ có khí vận to lớn gia trì, muốn trở thành thế lực trong 18 thế lực tuyệt không nói chơi, mà thiếu gia hính là người đứng đầu thế lực, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Huyền Diệu Phi thường khẳng định giảng giải, trong ánh mắt loáng thoáng có tinh quang nồng đậm, giống như nhìn thấy thế lực cường đại quật khởi chỗ này thực sự tốt như vậy sao? Lăng Tiếu vẫn có vài phần nghi ngờ, trong nội tâm đã vui vẻ không chịu nổi rồi. Nếu quả thật có chỗ tốt như Huyền Diệu nói, đương nhiên hắn sẽ chọn nơi này thành lập thế lực, nhưng mà chung quanh đều có linh thú cao giai chiếm cứ, nếu bọn chúng muốn chiếm lĩnh địa bàn, chỉ sợ thủ vững nơi đây không dễ dàng chút nào cả. Như thế đương nhiên, không nghĩ tới lại phát hiện phúc địa, thực sự là trời giúp thiếu gia, nhất định thiếu gia sẽ thành tựu công lao khoáng thế. Huyền Diệu lúc này hưng phấn nói một câu, lúc đó sở dĩ hắn bỏ lăng tiếu đến phong vân thành phát triển cũng là vì cảm thấy nơi đây giúp lăng tiếu có đại cơ duyên đồng thời cùng tồn tại cảm giác nguy cơ lớn lao như vậy phù hợp với lăng tiếu càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh hôm nay phong vân thành đã xây dựng xong lại trải qua mưa gió nên đã vững vàng chỉ cần sau đó thành lập thế lực liền có thể hình thành cục diện đối đầu với hắc ma môn muốn sinh tồn phải biến mình mạnh mẽ hơn bằng không cũng chỉ có đường diệt vong mà thôi huyền diệu không ngờ ở giữa tử vong sơn mạch lại tồn tại địa thế kinh người như vậy có thể dự đoán lăng tiếu tuyệt đối sẽ trở thành lãnh tụ thế lực này còn biến thành cường giả khoáng thế mà lăng tiếu trưởng thành và mạnh mẽ cũng đại biểu khí vận của huyền diệu hắn càng lớn hắn cũng nhờ lăng tiếu mà đi xa hơn nếu không chọn đúng người vậy hắn thành tựu chỉ có hạn chọn đúng người thì tiền đồ vô lượng nếu hắn muốn thành thiên cơ tử vậy phải phụ tá thánh hoàng mệnh cách tốt vậy tin ngươi một lần không thể động tới tinh quáng phía dưới dùng chỗ này làm tông môn thành tựu bá nghiệp của lăng tiếu ta lăng tiếu lại liếc mắt nhìn qua dãy núi cao hào tình vạn trượng nói một câu yên tâm đi thiếu gia ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm đâu có long mạch chấn áp tông môn sẽ khí vận như rồng thiếu gia cũng thành tựu đại nghiệp thành tựu uy danh bất hủ huyền diệu lúc này càng khẳng định tiếp theo hắn lại nói chuyện không chỉ như vậy vội vã bỏ bọn họ phong tỏa nơi này lại sau đó gọi nhân mã tới nơi này xây dựng thế lực đi nói xong huyền diệu vội vàng bảo người khác đi phong tỏa nơi này lại hắn và huyền diệu cùng tới đây hai người tính tình hợp nhau tình nghĩa như tay chân hắn biết rõ huyền diệu có thể thấy thiên cơ liệu sự như thần nhất định sẽ không phải là người bình thường hôm nay huyền diệu cam tâm tình nguyện phụ trợ hắn thật sự giảm cho hắn nhiều phen trắc trở cũng giúp hắn gánh vác nhiều chuyện nếu không có huyền diệu giúp việc hắn còn chưa thể kiến tạo thế lực nhanh như vậy trong nội tâm lăng tiếu thập phần cảm kích huyền diệu cũng quyết đại ngày sau sẽ gia tăng thêm quyền lợi cho Huyền Diệu. Chương 1308, bại gia tử lại rời đi. Lăng Tiếu nghe theo Huyền Diệu kiến nghị, bảo bọn họ nên rào móc tinh quáng bên ngoài thôi, những địa hình chung quanh không được động, hắn tuyên bố thành lập tông môn ở nơi này. Lăng Tiếu mới tuyên bố xong thì những truy tùy giả của Lăng Tiếu không ngừng vui mừng. Uy danh của Lăng Tiếu đã đủ, chỉ cần khai tông lập phái thì bọn họ tung hoành trung vực có thể kiêu ngạo rồi. Vị trí đặt thế lực đã chọn xong, mà lăng tiếu đành tạm hoãn kế hoạch diệt sát sát thiên cùng cổ ra sau khi hắc ma vừa mới thối lui không lâu nếu như xuất động đại quân thì không được hắn phải tọa trấn nơi này mới có thể phòng ngừa bất chắc xảy ra mọi người lúc này khẩn trương thương nghị chuyện tổ kiến thế lực lăng tiếu lại thành người nhãn nhã nhất mà sau đó bại gia tử yêu cầu ra khởi dược đỉnh lăng tiếu tự nhiên lập tức để hắn đi ra từ từ ngươi lại tiến dai rồi sao lăng tiếu kinh ngạc nhìn qua bại gia tử và kinh hô thành tiếng hắn và bại gia tử ở chung thời gian đã lâu bại gia tử mỗi lần tiến dai hoặc nhiều hoặc ít sẽ có biến hóa hôm nay lăng tiếu cũng cảm thấy bại gia tử tuyệt đối không giống như lúc trước ở thiên tuyệt hồ vậy thì có thể khẳng định bại gia tử đã tiến dai bại gia tử lúc này tươi cười thừa nhận đúng vậy lão đại ngươi xem thật chuẩn bà mẹ nó ngươi vừa tiến dai bao lâu chứ bây giờ lại tiến một dai còn cho người ta sống không vậy lăng tiếu bị đả kích kinh hô lên sau lúc ở Thiên Tuyệt Hồ, bại gia tử đã là thất giai trung giai đỉnh phong, hôm nay lại đã đạt tới thất giai cao giai, tốc độ này khiến Lăng Tiếu không nói nên lời. Hắn biết rõ tốc độ tiến giai của bại gia tử tương đối thông thả, thế nhưng mà hôm nay lại nhanh tới mức khiến người ta tặc lưỡi. Bại gia tử nói, hấp thu lực lượng thiên hỏa cường đại, mà ta đã sớm đạt tới đỉnh phong, mà gần đây lại ăn thêm không ít tinh nguyên, đột phá cũng là chuyện chắc chắn. Trước đây bại gia tử hấp thu 1/3 lực lượng của Kim Liệt U Châu, đây chính là gia tăng thêm bổn nguyên cho nó, để nó đạt tới thất giai trung giai đỉnh phong, mà nó lại ăn thêm không ít thú đan, tiến giai là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Trong giai đoạn bây giờ, nó muốn bước vào bát giai chi cảnh, nếu như không có cơ duyên khác thì thời gian sẽ chậm đi thật nhiều. Mạnh lên là chuyện tốt, mạng nhỏ của lão đại cũng dựa vào ngươi bảo vệ đấy. Lăng tiếu trêu ghẹo nói đùa một câu. Nói lời thật, từ năm đó bại gia tự ở Vẫn Thạch Thành, tới bây giờ đã giúp hắn quá nhiều chuyện rồi bại gia tử càng mạnh thì hắn đương nhiên càng cao hứng thay bại gia tử lúc này thần sắc xấu hổ nói lão đại khả năng ta phải đi lần nữa rồi lăng tiếu sững sờ một cái tiếp theo hỏi như thế nào người muốn quay về hoang tùng sơn mạch sao hoang tùng sơn mạch là địa bàn của bại gia tử lăng tiếu mới hỏi câu này bại gia tử lắc đầu nói không phải ta có sứ mạng phải hoàn thành cho tộc ta hôm nay lực lượng của ta đã đạt tới yêu cầu cũng chính là lúc ta rời đi hoàn thành sứ mạng sứ mạng cần lão đại trợ giúp hay không lăng tiếu cũng không có hỏi bại gia tử là chuyện gì chỉ dùng thân phận lão đại hỏi bại gia tử cần giúp hay không hôm nay nội tâm của hắn không bỏ được cho bại gia tử rời đi hắn cùng bại gia tử tình nghĩa huynh đệ nhiều năm không phải ai cũng có thể hiểu được huống hồ hắc ma môn tùy thời có thể tấn công bại gia tử đi thì địa liệt viêm hổ cũng sẽ đi theo hắn hắn sẽ thiếu đi trợ thủ cường đại đây là chuyện lăng tiếu không gánh vác nổi Bại Gia Tử lắc đầu nói, "Lão đại ngươi đã giúp ta rất nhiều, nếu không đi theo ngươi, ta cũng sẽ không đạt tới thực lực như thế này nhanh vậy, nhưng mà chuyện lần này là chuyện Kỳ Lân tộc chúng ta, là không cho phép nhân loại hay thú tộc nhúng tay vào." Lăng Tiếu nhìn qua Bại Gia Tử có thần sắc kiên định, cũng không khuyên cái gì, hắn nói, "Tử Tử, bất luận ở nơi nào lão đại vẫn là lão đại của ngươi, nếu ngươi gặp chuyện không giải quyết được cứ kêu lão đại tới, mặc dù thực lực của lão đại không phải rất cường đại, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy ý vuốt ve ta được đâu." Đa tạ lão đại, từ biệt lần này cần thời gian dài, ngươi phải bảo trọng, sau khi ta hoàn thành sứ mệnh sẽ tới tìm ngươi." Bại gia tử nói, ánh mắt của hắn mang theo thần sắc hung lệ chưa từng có, dường như biểu thị hoàn thành sứ mệnh này không phải là chuyện đơn giản. "Ân, ngươi phải cố gắng, lão đại từ xuất đạo tới nơi chưa chiến không thắng, cho nên không sợ địch thủ, ngươi nhất thiết không thể làm yếu tên tuổi của lão đại, phải dương uy cho lão đại có biết không?" Lăng Tiếu cũng phát hiện biến hóa của Bại gia tử, lập tức kích thích hắn bại gia tử nặng nề gật đầu nói yên tâm đi lão đại ta tuyệt đối không làm ngươi mất mặt lăng tiếu cũng không hề nhiều nói cái gì vỗ vai của bại gia tử sau đó lăng tiếu gọi long nữ cùng tiểu kim gia cùng đưa tiễn bại gia tử và địa liệt viêm hổ rời đi nhìn thấy bại gia tử đi xa trong nội tâm lăng tiếu cảm thấy thất lạc chưa từng có lần từ biệt này không biết năm nào tháng nào mới gặp lại nhau lăng tiếu tìm một chỗ hẻo lánh nằm trên cây đại thụ uống rượu đáng tiếc bại gia tử đã đi xa lăng tiếu không thể làm gì lăng tiếu tự uống sau đó bất giác chẳng biết uống bao nhiêu cả người vô lực ngủ trên đại thụ ngày kế tiếp lăng tiếu tỉnh lại và khôi phục trạng thái tinh thần tràn đầy hắn không phải một người đa sầu đa cảm bằng không cũng không tỉnh táo sau chia ly nhanh như vậy không phải nói hắn không có lương tâm thế nhưng mà hắn hiểu phải học cách che giấu tình cảm trong đáy lòng để chính mình trở nên kiên cường hơn nữa mà bước đi tới trước một tháng yên tĩnh không gợn sóng không có bất kỳ người nào tới chỗ lăng tiếu gây sự và đoạt tinh quáng, cũng không có bất kỳ linh thú nào dám không hiểu chuyện chạy tới đây. Lăng tiếu để mấy ngàn người đồng thời động thủ, trải qua một tháng đào móc thì thượng phẩm huyền tinh nơi này đạt tới mấy chục ức. Số lượng này khiến người ta kinh hãi. Huyền tinh thành thượng, trung, hạ, tranh lệch một phẩm giai đều gấp 100 lần phẩm cấp trước đó. Mấy chục ức thượng phẩm huyền tinh, nếu đổi thành trung phẩm hoặc hạ phẩm huyền tinh thì đạt tới bao nhiêu? Lăng tiếu vui vẻ không khép miệng lại được, đương nhiên hắn sẽ thu hồi đại bộ phận thượng phẩm huyền tinh đây chính là nội tình của thế lực vừa thành lập đồng thời phân ra một bộ phận thưởng cho thủ hạ tham dự vào thủ đoạn ân uy tịnh thi khiến thủ hạ trung thành với lăng tiếu không ít cùng lúc đó huyền diệu trong một tháng này thăm dò địa hình đồng thời cũng bố trí trận pháp chung quanh lăng tiếu nghe hắn giảng giải làm như vậy là có mục đích cả chính là ngăn không cho khí vận phi long thăng thiên lan ra ngoài lăng tiếu một khiếu cũng không thông cũng tùy ý cho hắn đi làm dù sao huyền diệu làm việc hắn yên tâm Chương 1309, Diệp Vân Phong trở về một. Thiếu gia, hôm nay tất cả đã chuẩn bị xong, đã có thể ra tay thành lập cung điện lầu các, nhưng mà trước đó phải mời Hàn lão một chút. Huyền Diệu ở bên cạnh Lăng Tiếu nói ra, chuyện gì cần kinh động Hàn lão? Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi, bất luận là đại thế lực gì, khi tổ kiến tông môn đều phải có trận pháp cách tuyệt với bên ngoài, để người địch thủ tập kích vào trong, mà Hàn lão cùng Phong nha chính là thánh giả, bọn họ có thể khống chế không gian, ta muốn bỏ bọn họ phong ấn một khu vực, để nó tiềm ẩn đi trước mắt của võ giả bình thường. Như thế người khác muốn tìm được tông môn của chúng ta cũng không dễ dàng, trừ phi bọn họ có thực lực như hàn lão và phong nha mới được. Huyền Diệu giải thích, lăng tiếu trí óc sáng ngời, không sai, hắn từng đi qua phong gia cùng với dược môn hai đại thế lực, đều có một khu đất cách tuyệt với bên ngoài, muốn đi vào phải thông qua truyền thâu trận mới được. Hôm nay hắn muốn thành lập thế lực, vậy thì phải làm đủ mọi chuyện ẩn tàng. Bây giờ nghe Huyền Diệu nói ra mới chú ý tới việc này. Lăng Tiếu không nói hai lời, lập tức an bài ô phục quay trở lại Phong Vân Thành mới Hàn lão tương trợ. Nhớ tới lúc trước hắn đáp ứng giải quyết chuyện cho Hàn lão còn chưa đi làm, hắn cảm thấy nội tâm áy náy. Hàn Khai cùng Ô Phục không tới một buổi đã đi tới đây. Lăng Tiếu cũng nói một câu, ý tứ của Huyền Diệu cũng nói với Hàn Khai. Hàn Khai đáp ứng. Tổ kiến thế giới không gian còn không chỉ dựa vào nhân lực mà làm được, còn cần không gian chi thạch làm nền tảng mới có thể khiến không gian vững chắc vĩnh viễn. Không gian chi thạch chính là chủ tài liệu luyện chế không gian giới sao lăng tiếu hỏi không sai bây giờ khu đất cần ẩn tàng không nhỏ không có nhiều không gian chi thạch là không có biện pháp hoàn thành đâu hàn khai nói lăng tiếu có chút khó làm không gian chi thạch vốn rất thưa thớt hôm nay lại cần nhiều không gian chi thạch thì hơi khó hàn khai nhìn ra lăng tiếu khó xử lại nói ta biết có nơi thừa thải không gian chi thạch nhưng mà nó nằm trong phạm vi thế lực của liệt kiếm tông cùng linh tiêu cung lăng tiếu có chút không chờ đợi được hỏi ở địa phương nào cho dù long đầm long huyệt ta cũng phải đi vào hắn ngay cả hắc ma môn cùng dược môn đều không sợ thì làm gì sợ liệt kiếm tông cùng linh tiêu cung cơ chứ hàn lão nói là một khu đất nằm giữa tử vong sơn mạch và vạn đoạn sơn mạch nhưng mà đào móc quanh năm nên không biết có tồn tại nữa hay không ta cảm thấy biện pháp nhanh nhất chính là mua sắm từ hai tông này có lẽ như vậy sẽ nhanh hơn nhưng mà tiêu hao huyền tinh thì xa xỉ rồi vạn đoạn sơn mạch có một nơi như vậy hay sao lăng tiếu nghi hoặc hỏi một câu lăng tiếu lúc này ở tây bắc mình có một đám truy tùy giả trung thành dòng chính hắn hiện ra thần sắc hoài niệm đúng rồi tại sao ta lại quên bọn họ nhỉ thật đáng chết lăng tiếu oán trách bản thân mình một câu nói thần côn bây giờ là lúc chúng ta dùng người không bằng gọi bọn họ sớm quay về nhé năm ấy huyền diệu an bài bọn họ tiến vào trong vạn đoạn sơn mạch lịch luyện là muốn bọn họ trở thành cao thủ đảm đương một phía tương lai có thể phụ tá lăng tiếu tốt hơn khi ấy Huyền Diệu định ra ước định 10 năm với bọn họ, hôm nay thời gian đi qua hơn phân nửa, Lăng Tiếu lúc này đã tới mức khai tông lập phái, bên cạnh đã có không ít người tài ba trợ giúp, Lăng Tiếu và Huyền Diệu cũng xem nhẹ sự tồn tại của bọn họ. Huyền Diệu trầm ngâm một chút, nói, lúc đó ta định ra ước định 10 năm với bọn họ là, cảm thấy thiếu gia chưa hẳn sẽ có thể đánh hạ căn cơ của mình trong 10 năm, hôm nay Lăng Tiếu đã hoàn toàn xưng bá một phương, xác thực là có thể gọi bọn họ quay về vậy là tốt rồi, hôm nay chúng ta cần không gian chi thạch, vậy thì thuận tiện bỏ bọn họ tìm về đi. Lăng tiếu thập phần hưng phấn nói. Độc hạt tử, độc ưng, lý cùng hổ, lãnh xà, vi đại nhi, bát tương, cho dù bất cứ người nào thì lăng tiếu cũng vô cùng xem trọng, đây là những người theo hắn lúc đầu, cũng là trung thành nhất, người khác khó thay thế được. Tuy nói thực lực của bọn họ hiện tại so với người bên cạnh hắn, thì không đáng nhắc tới, nhưng mà lăng tiếu lại không vì thế mà bỏ bọn họ. Thiếu ra, việc này ngươi không thể tự mình đi được, nếu như chuyện gì thiếu ra cũng đích thân đi làm, vậy ngươi còn phải bận rộn không có thời gian đâu. Huyền Diệu nhìn ra Lăng Tiếu muốn tự mình đi, lúc này mở miệng khuyên bảo. Dùng không bao lâu Lăng Tiếu sẽ trở thành tông chủ một tông, xem như người có thân phận, sao có thể làm mọi chuyện được, vậy cần gì chiêu lãm người chứ? Người nói có đạo lý, nhưng mà ai có thể đi làm chuyện này? Việc này không thể chậm trễ. Lăng Tiếu hỏi ngược lại. Hắn xác thật muốn tự mình nghênh đón bọn họ quay về, nhưng mà Huyền Diệu nói vậy cũng đúng, mà hắn lại trêu chọc quá nhiều địch nhân, nếu như hắn không có ở đây tọa chấn, khó tránh sẽ sinh ra biến cố, mà Hàn lão cùng Phong Nha hai người tạm thời không nên cho người khác biết, như thế có cường địch tới phạm mới có hiệu quả xuất kỳ bất ý, việc này nên để Vân Phong đi làm đi." Huyền Diệu nói. "Thế nhưng mà Vân Phong quay về Diệp gia thành rồi, hôm nay còn chưa quay về nha." Lăng Tiếu nói. Lúc này Hàn Khai ở một bên nói, "Tiểu tử kia trở về ngày hôm trước rồi." Nhưng mà hắn còn chưa biết ngươi ở bên này. Lăng Tiếu vỗ tay, nói, quay về đúng lúc, có hắn đi làm chuyện này ta cũng yên tâm. Nếu như nói Huyền Diệu là người thúc trí đa mưu bên cạnh Lăng Tiếu, như vậy Diệp Vân Phong chính là phụ tá đắc lực của Lăng Tiếu. Hôm nay thực lực của hắn chừng những đại tiến, cũng đã có thể đảm đương một phía rồi. Ngày đó Lăng Tiếu và Hàn Khai cùng quay về phong Vân Thành. Lăng Tiếu lập tức cho người đi tìm Diệp Vân Phong. Vân Phong, việc này trở về có thuận lợi không? lăng tiếu nhìn thấy diệp vân phong lập tức quan tâm hỏi diệp vân phong về nhà là có ý định rời diệp ra tới phong vân thành định cư quyết định này khiến lăng tiếu thật an ủi diệp vân phong này lúc này hoàn toàn đặt gia tộc lên người của hắn rồi diệp vân phong lúc này có thần sắc xấu hổ quỳ một gối trước mặt lăng tiếu nói lão đại ta ta thẹn với ngươi lăng tiếu tiến lên nâng hắn dậy lời này là sao diệp vân phong thở dài nói trong nhà có chút ít lão ngoan cố không nghe ta khuyên bảo nói cái gì Diệp gia thành là địa bàn của Diệp gia, là tổ tiên chiếm lãnh địa bàn cho nên tuyệt đối không đi. Lăng Tiếu cười nhẹ nói, thì ra là chuyện này người cũng không cần quá để trong lòng, bọn họ làm như vậy cũng không sai, cứ để bọn họ phát triển ở đó đi. Lăng Tiếu cùng không thèm để ý người Diệp gia có tới hay không, chỉ cần Diệp Vân Phong còn trung thành với hắn, hắn cũng không có đối đãi bất công với Diệp Vân Phong. Chương 1310 Diệp Vân Phong trở về hai, bọn họ không muốn làm truy tùy giả của lão đại. Diệp Vân Phong lúc này bỏ qua chuyện này, tiếp theo hắn lại nói, "Nhưng mà có ta ở đây, tiểu muội còn không ngừng nói khi nào thì có thể gặp ngươi đấy." Lăng Tiếu lúc này hiện ra bóng dáng xinh đẹp, nhưng mà ấn tượng không phải rất sâu. Lăng Tiếu thở dài nói, "Ân, ta cũng lâu không gặp nàng." Tiếp theo lại nói, "Ta bảo ngươi tới đây là có việc cho ngươi đi làm." Diệp Vân Phong nghe Lăng Tiếu nói muốn hắn đi làm việc thì hắn lập tức vỗ ngực cam đoan, "Lão đại ngươi nói đi, Vân Phong thể sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Ta muốn ngươi đi tới chỗ Liệt Kiếm Tông hoặc Linh Tiêu Cung, mua một số không gian chi thạch, mặc khác thuận lợi đi tới Vạn Đoạn Sơn mạch gọi đám người độc hạt tử, độc ưng quay trở về, hơn 5 năm qua chắc bọn họ ăn không ít khổ." Lăng Tiếu phân phó. Sau khi nói xong, Lăng Tiếu còn cầm một không gian giới giao cho Diệp Vân Phong, bên trong có đại lượng huyền tinh, đủ mua không gian chi thạch dùng. Đây chính là huyền tinh trong thượng phẩm tinh quáng Lăng Tiếu đào móc ra, nếu không như thế hắn cũng không thể xuất nhiều huyền tinh như vậy, Lăng Tiếu cũng cảm thấy áp lực lớn diệp vân phong trịnh trọng địa tiếp lấy không gian giới hỏi lão đại cần nhiều không gian chi thạch làm gì hay là lão đại định luyện chế không gian giới lăng tiếu nói không không gian chi thạch này chỉ dùng chế tạo không gian mà thôi chúng ta bây giờ đã chọn được vị trí tốt ở tử vong sơn mạch rồi tương lai không lâu có thể thành lập thế lực thuộc về mình cho nên việc này ngươi phải nhanh chóng quay về trên đường đi không nên làm việc khác diệp vân phong hưng phấn nói thì ra là như thế vân phong sẽ nhanh chóng quay về ân ta sẽ phải phương thần cùng lạc u đi theo bảo vệ ngươi chu toàn còn phải gọi đám người độc hạt độc ưng quay về lăng tiếu cường điệu nói ra diệp vân phong được lệnh rời đi trước khi đi còn dẫn lăng tiếu tới gặp người nhà của diệp vân phong đi cùng diệp vân phong tới đây là phụ mẫu và tiểu muội của hắn còn có mấy dòng chính trong nhà những người còn lại không ai rời đi diệp gia thành ở trung vực chỉ là tiểu thành thị tin tức đặc biệt lạc hậu bọn họ không quá mức hiểu uy danh của lăng tiếu hiện tại cũng chỉ nghe qua chút tin tức mà thôi cho nên không thể nào bảo người Diệp gia toàn bộ rời tới đây được. Diệp lệnh trùng thân làm gia chủ Diệp gia, hắn có năng lực quyết định nhất định, nhìn con của mình mới rời đi vài năm, biết rõ hắn từng tiến vào hoàng bảng trước 100, là chiến hoàng hàng thạt giá thật, mà hôm nay thực lực của hắn là thiên tôn trung giai, đã có thực lực đuổi kịp lão tổ tông. Lại nghe con trai của mình nói các sự tích của lăng tiếu, hắn quyết định bỏ vị trí gia chủ theo con trai tới phong vân thành đánh cược một lần. Vị trí gia chủ Diệp gia tuy là chủ nhân một phương, nhưng so sánh với việc sẽ tiến giai cao hơn, được hưởng tính mạng lâu dài, giữa hai cái này Diệp Lệnh Trùng càng hướng tới cái thứ hai. Vì vậy hắn tập hợp những người trung tâm với mình đi tới Phong Vân Thành, muốn nhìn thấy bầu trời rộng rãi hơn. Năm ấy Lăng Tiếu vừa tới Diệp Gia Thành từng ngây ngốc trong Diệp Gia vài ngày, còn trợ bọn họ đánh nuôi Trương Gia, tính ra là Diệp Gia thiếu nợ Lăng Tiếu đại ân tình. Bái kiến Lăng Thành chủ. Diệp lệnh trùng mang theo tôn kính cùng người nhà đi lên chào hỏi Lăng Tiếu. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiếu lần nữa, diệp lệnh trùng cảm khái thật sâu mới không gặp vài năm một người trẻ tuổi mới từ tây bắc tới trung vực đã biến thành đại nhân vật uy danh vang dội thực lực không chỉ áp chế cùng thế hệ ngay cả thế hệ trước cũng sắp bị bỏ qua mà con trai diệp vân phong của hắn thực lực tăng lên cũng nhờ vào lăng tiếu giúp đỡ hắn bây giờ có thực lực địa hoàng trung giai trước mặt người ta không dám vô lễ lăng tiếu nhiệt tình nâng diệp lệnh trùng lên nói diệp bá phụ không cần đa lễ như thế ta cùng vân phong là huynh đệ kết bái Ngươi trực tiếp bảo ta là Lăng Tiếu được rồi, không nên gọi cái gì là Lăng thành chủ cả. Không. Chuyện này sao được, Lăng thành chủ ngươi chiếu cố phong nhi là phúc của Diệp gia ta, Diệp Lệnh Trùng ta làm sao không hiểu tôn ti như vậy. Diệp Lệnh Trùng không dám lỗ mãng. Hắn sau khi đối mặt Lăng Tiếu, thì phát hiện Lăng Tiếu có khí thế thượng vị giả nồng đậm, để hắn sinh ra cảm giác sùng bái, cho dù đối mặt với lão tổ tông Diệp gia cũng không có cảm giác này. Lăng Tiếu lại khách sáo với Diệp Lệnh Trùng vài câu, lúc này nhìn qua cô gái thanh tú bên cạnh, Diệp Thủy Thanh, thân muội của Diệp Vân Phong, nàng và Lăng Tiếu từng có ân oán không nhỏ đấy. Đều bởi vì Diệp Thủy Thanh vẫn cảm thấy Lăng Tiếu là sắc lang, bởi vì không đành lòng nhìn Cát Bối Hân và Bạch Vũ Tích, bị Lăng Tiếu an bài lịch luyện giết địch, khi đó cũng nhìn Lăng Tiếu không thuận mắt, sau khi tới Diệp Gia Thành, lại thiêu dịch quan hệ của Lăng Tiếu với các nữ nhân, muốn cướp nữ nhân của Lăng Tiếu tới tay đại ca mình. Không ngờ bởi vì vậy chọc giận Lăng Tiếu, lại đánh bại Diệp Vân Phong, khi đó Diệp Thủy Thanh mới nhìn rõ mặt hung hãn của Lăng Tiếu, mà lăng tiếu sau đó lại trợ giúp diệp ra đánh lui địch nhân nàng cũng sửa ấn tượng với lăng tiếu nàng mới phát hiện lăng tiếu không chỉ nhìn anh tuấn bất phàm thực lực càng xuất chúng để cho nàng không ít cảm xúc kích thích và phóng đãng nhưng mà lăng tiếu giống như khách qua đường trong cuộc đời của nàng người ta bên cạnh sớm có mỹ nhân bầu bạn nàng có mâu thuẫn với hắn lúc trước cho nên hai người biến thành hai đường thẳng với nhau bây giờ lại nhìn thấy lăng tiếu nàng càng bị khí chất của lăng tiếu thuyết phục đây là mỹ nhân thích anh hùng hơn nữa anh hùng này còn trẻ tuổi thực lực cường hãn, uy danh truyền xa. Nhưng mà hôm nay hắn đối mặt Lăng Tiếu, không còn phát tính tình đại tiểu thư như lúc trước nữa, nội tâm cảm thấy tự ti. Vài năm trước nàng từ vương giai trung giai tiến thêm một bước, đạt tới vương giai cao giai. Nàng là nhân vật thiên tài trong cùng thế hệ trung quanh Diệp gia thành, thế nhưng mà trước mặt Lăng Tiếu thì nàng không có chút cao ngạo nào cả. Trên đường đi nàng nghe đại ca nói đủ loại sự tích của Lăng Tiếu, trừ chấn kinh gia thì nàng không biết nên nói thêm cái gì cả. Thủy Thanh Mội Tử đúng là càng ngày càng đẹp ra, chắc hẳn người truy cầu nhiều không đếm được. Lăng Tiếu nhìn Diệp Thủy Thanh cười nhạt, ánh mắt hắn không có thêm cái gì, nhìn qua giống như huynh trưởng đang vui đầu tiểu muội mà thôi. Thế nhưng mà bây giờ Diệp Thủy Thanh nghe Lăng Tiếu nói lời này thì ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lòng cảm xúc khó giấu. Nàng cũng hiểu thân phận của hắn ngày hôm nay quá cao, nàng làm sao xứng với thanh niên tuấn tài như Lăng Tiếu chứ? Nàng đã nghe qua đại ca nói rồi. Ngay cả công chúa Đông Phương gia trong 18 thế lực lớn cũng muốn làm nữ nhân của Lăng Tiếu, nàng chỉ là con gái Diệp gia nho nhỏ, luận thực lực luận bối cảnh có cái nào so sánh được với người ta. Chương 1311, bị truy sát. Diệp Thủy Thanh lúc này thu cảm xúc và nói, "Bái kiến Lăng, Lăng thành chủ." Lăng Tiếu cười trừ, lập tức di chuyển chủ đề, "Vận tỷ tỷ, thải tỷ tỷ đều ở hậu viện, có thời gian đi tìm bọn họ chơi đi." Lăng Tiếu cũng không phải là người hay giận, năm ấy Diệp Thủy Thanh chọc hắn thì hắn cũng quên rồi. Mà Diệp Vân Phong là tiểu đệ của hắn, hắn cũng xem Diệp Thủy Thanh giống như tiểu muội, sẽ không có bất kỳ cảm xúc nam nữ nào cả. "Ân, ta cũng muốn gặp bọn họ, không biết bọn họ còn nhớ ta không?" Diệp Thủy Thanh ứng tiếng, trong lòng nàng thất lạc nói thầm, "Vẫn là người hai thế giới." Lăng Tiếu an ủi người Diệp gia, cũng tạm thời không có chuyện gì làm, hắn lại đi tới luyện đan thất luyện đan. Hôm nay hắn có rảnh đi luyện đan, hắn sợ mình bỏ lâu không luyện thì tay nghề sa sút, hắn phải luyện tập thường xuyên luyện đan là nghề nghiệp nổi tiếng cũng là thủ đoạn giúp hắn tạo ra thủ hạ hung hãn cho nên tuyệt đối không được bỏ qua nó hôm nay mới thu lãnh chính và hai tên huyền đế thấp dai sau đó phải tăng thực lực của bọn họ lên hiện tại siêu cấp cao thủ chính thức có thể dùng không nhiều mà địch nhân của hắn quá nhiều không thể không mau chóng chế tạo ra một đám nhân vật cường hãn vào lúc lăng tiếu luyện đan thì diệp vân phong không ngừng chạy thẳng tới thành trì của liệt kiếm tông liệt kiếm tông cùng linh tiêu cung cũng gần nhau đều là thế lực trong 18 thế lực, nằm ở giữa bọn họ chính là Vạn Đoạn Sơn Mạch, hai tông môn một nam một bắc, phía nam là Liệt Kiếm Tông, mà phía bắc là Linh Tiêu Cung. Liệt Kiếm Tông từ thực lực chỉnh thể mạnh hơn Linh Tiêu Cung, hai thế lực này cũng chiếm cứ tư nguyên của Vạn Đoạn, sơn mạch cũng liên quan tới mạnh yếu khác nhau. Vạn Đoạn Sơn Mạch thừa thải không gian chi thạch, đây là chuyện rất nhiều người biết. Nói ra không gian chi thạch này còn khó gặp hơn huyền tinh nhiều, trình độ quý trọng cũng đặc biệt cao. Sau khi vào Vạn Đoạn Sơn Mạch đào móc không gian chi sao đá, Liệt Kiếm Tông cùng Linh Tiêu Cung cũng bắt đầu khai phá Vạn Đoạn Sơn Mạch nhiều hơn. Nhưng mà Vạn Đoạn Sơn Mạch cùng Tử vong Sơn Mạch có quá nhiều linh thú cao cấp, người bình thường căn bản không dám xâm nhập vào sâu, dù là Liệt Kiếm Tông cùng Linh Tiêu Cung cũng vậy. Vạn Đoạn Sơn Mạch cũng không phải của hai nhà bọn họ, cho dù nằm trong phạm vi thế lực của bọn họ cũng thế, cho nên bọn họ không thể ngăn cản được nhiều dông binh sinh tồn. Trong sơn mạch trừ kỳ hoa dị thảo, linh thú cao cấp còn có không gian chi thạch. Loại hấp dẫn này đương nhiên cũng hấp dẫn không ít dòng binh tới đây tìm chỗ tốt. Mà vạn đoạn sơn mạch chính là sơn mạch có nhiều dòng binh nhất, muốn sinh tồn ở đây là quá gian nan, nhưng mà trừ cơ duyên, tìm được không gian chi thạch thì phải có nộp lên cho liệt kiếm tông hoặc linh tiêu cung. Lúc đó huyền diệu sở dĩ cho độc hạt tử, độc ưng, lý cùng hổ, huynh đệ lãnh xà đi tới nơi này chính là muốn mượn nhờ hoàn cảnh ác liệt nơi đây, mà luyện cho bọn họ, để bọn họ trở thành cao thủ chấp trưởng một phương qua vài năm này, bọn họ có sinh hoạt được trong hoàn cảnh tàn khốc thế này không? Trong một chỗ hẻo lánh của Sơn Mạch, có một đội dòng binh nhân mã hơn trăm người ở lại, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Một đoàn người này eo gấu lưng hổ, khí thức sắt lục khoách tán ra, trên cánh tay bọn họ đầy vết thương, đại biểu cho con đường này bọn họ đi qua trong giết chóc, bọn họ cưỡi linh thú xuyên qua rừng rậm. Bọn họ có võ phục, thống nhất, trước ngực có hình sư thú hung ác, có thể đoán ra bọn họ chính là phong sư dòng binh đoàn tiếng tăm lừng lẫy trong vạn đoạn sơn mạch này. Phong sư dòng binh đoàn có cường giả đế giai tọa chấn, là một trong những dòng binh đoàn nổi danh nhất trong vạn đoạn sơn mạch này. Tọa kỵ của người cầm đầu là phong sư, trong tay cầm lang nha bổng, cả người tỏa ra sát khí bá đạo. Người này là phó đoàn trưởng dung phục bắc của phong sư dòng binh đoàn, là thiên tôn đỉnh phong, là kẻ nổ danh tâm ngoan thủ lạt. Hắn bây giờ giận dữ, giống như một con sư tử bị chọc giận, không ai có thể ngăn được là ai vừa thấy thối tử đi qua đây bây giờ người ở đâu dung phục bắc tức giận hét lên vì sao dung phục bắc tức giận lớn như vậy đó là con của hắn trước đó không lâu bị người ta giết hơn nữa còn là nữ nhân giết vừa nghĩ tới nữ nhân phong tao xinh đẹp thì sát ý của hắn dâng trào hồi bẩm phó đoàn trưởng đoàn người đó chính là trốn ở hướng này bọn chúng bị tổn thương không nhẹ chắc chắn không trốn xa lắm một tên thiên tôn thấp dai nói với dung phục bắc mẹ kiếp nếu để ta bắt lấy được ả à đàn bà thối tha đó nhất định sẽ cho các ngươi hãm chết à dung phục bắc hung ác quát lên lúc này trên bầu trời có một con ưng lớn bay xuống trên lưng con ưng này có một người lùn nếu như không chú ý thì không thể phát hiện trên lưng chim ưng có người phó đoàn trưởng ta phát hiện tung tích của đám người này bọn chúng ở phía trước không xa muốn chạy tới phía nam lĩnh sơn tên lùn bá cáo với dung phục bắc hảo hảo rốt cuộc cũng tìm được ta nhìn các ngươi chết như thế nào dung phục bắc hung ác giống to lên cưỡi phong sư lăng không bay lên một đám thiên tôn cưỡi tọa kỵ cùng đuổi theo dung phục bắc những người còn lại chỉ có thể đi vòng trên sơn mạch cách đó không xa có tổng cộng 30 người xuyên qua núi rừng 30 người này cũng là một đội dong binh nhưng mà dáng vẻ của bọn họ rất chật vật có vài người bị thương những người khác trên quần áo có không ít vết máu trong đoàn người này có không ít gương mặt quen thuộc người đi đầu mặc áo choàng đen là một nam tử trung niên gương mặt mang theo vài phấn nho nhã quanh thân hắn có khí chất sắt lục nổi lên dưới chân là lục rực hạt thú bên cạnh hắn là một nam nhân độc nhãn nam nhân độc nhãn này đang cưỡi huyết phong ưng lục giai cầm một thanh trường kiếm lục giai trên người hắn có không ít vết máu nhưng không biết là máu của hắn hay là máu của địch nhân một người khác là nam tử cưỡi xích quyển vân hổ trên lồng ngực của nam tử này có một cái lỗ lớn máu tươi còn chưa đông lại hắn ngồi trên lưng hổ không có chút thống khổ nào có thần sắc kiên nghị phía sau ba người, trên lưng huyết phong ưng có một nam một nữ, nam tử đang vuốt ve thiếu nữ mỹ lệ, trên gương mặt mang theo thần sắc u sầu, hai mắt có hỏa diễm hừng hực bốc lên. Phía sau còn có tám con huyết phong ưng, trên lưng tám con huyết phong ưng này là tám võ giả sát khí nồng đậm, này tám gã võ giả này có một người bị chém đứt cánh tay, nhưng hắn vẫn cắn răng ngồi trên lưng ưng, không để ai chiếu cố, mà bọn họ dường như đang bảo hộ một nam một nữ này. Những người còn lại cưỡi linh thú khác nhau, thực lực cao có thấp có, thần sắc gian nan mang theo vài phần khủng hoảng. Nếu như lăng tiếu ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra giữa đoàn người và mười mấy người phía trước. chương 1312, Vạn Độc Giải Thể, 1. Bọn họ được huyền diệu an bài đến vạn đoạn sơn lịch luyện, là đám người độc hạt tử, độc ưng, lý cùng hổ, huynh muội lãnh xà và bát tướng. Hôm nay độc hạt tử đã đột phá lên thiên tôn cao dai, độc ưng, lý cùng hổ, lãnh xà vẫn là địa hoàng đỉnh phong, bát đại chiến tướng có thực lực địa hoàng cao dai, Lúc này mới qua vài năm, bọn họ tăng lên không ít, tốc độ này có thể so với thiên tài bình thường. Bọn họ có thể trưởng thành nhanh như vậy cũng nhờ Lăng Tiếu cho bọn họ phục dụng Vạn năm thạch nhũ dịch có liên quan lớn lao. Vạn năm thạch nhũ dịch có thể tẩy tủy kinh mạch, giúp thiên phú tu luyện của võ giả tăng lên vài phần. Còn lúc ở Tà Đế không gian, Tà Đế cũng từng chỉ đạo bọn họ một thời gian, cũng cho bọn họ phục dụng không ít thiên tài địa bảo tăng thiên phú, mà Lăng Tiếu lúc tiễn bọn họ đi càng cho mỗi người phục dụng không ít linh thảo và đan dược trải qua vô số chiến đấu, bị áp bức giữa sinh tử nên ý chí được mài luyện rất tốt. Bọn họ thỉnh thoảng cũng thu được tin tức lăng tiếu danh chấn tứ phương tin, cho nên bọn họ đề ra yêu cầu cho mình càng tàn khốc hơn nữa, không muốn làm rơi thể diện của thiếu gia. Bọn trong vài năm này trải qua các chuyện còn vượt qua tưởng tượng của người bình thường. Hôm nay đoàn người của bọn họ đang bị truy sát, bằng không bọn họ không cần lên đường vội vã như vậy. Tất cả mọi người nhanh một chút, chỉ cần rời khỏi sơn mạch tới liệt thiên thành, dù là phong sư có tới cũng không dám làm gì chúng ta. Độc hạt tử đi đầu thúc giục mọi người. Đúng vậy, hôm nay bọn họ đang bị người phong sư dòng binh đoàn truy sát. Mà đầu tiêu của chuyện này cũng bắt đầu từ Vi Đại Nhi. Bởi vì Vi Đại Nhi sát hại con trai của Dung Phục Bắc. Việc này kỳ thật cũng không thể trách Vi Đại Nhi. Muốn trách chỉ có thể trách con trai Dung Phục Bắc thèm thuồng sắc đẹp của Vi Đại Nhi. Và muốn đoạt chỗ tốt của Vi Đại Nhi. Hắn muốn tài sắc kiêm thu, bị Vi Đại Nhi giết. Cũng bởi vì như vậy Vi Đại Nhi cũng bị người phong sư dòng binh đoàn trọng thương, may mắn người của nàng chạy tới kịp, bằng không nàng bây giờ đã hương tiêu ngọc vẫn, nhưng mà tình huống của nàng cũng nguy cấp tới cực điểm. Vì đắc tội phong sư dòng binh đoàn, đám người độc hạt tử bọn cũng không có thực lực đấu chính diện với người ta, cho nên chỉ có thể toàn bộ lúc lui ra khỏi sơn mạch. Nhưng mà vài trăm dòng binh đoàn độc hạt tử chiêu lãm mấy năm nay vì sợ phong sư, dòng binh đoàn cho nên không ít người rời khỏi đoàn đội độc hạt tử, bây giờ chỉ còn lại một đám người không đi mà thôi. Bọn hộ hùng tâm vạn trượng, tráng trí to lớn, đều cảm thấy có thể dựa vào đoàn người đánh ra một mảnh giang sơn. Nếu như ở đây là Tây Bắc thì tầm mắt còn không đủ rộng, đều cho rằng thực lực như vậy là đủ rồi. Thế nhưng mà bọn họ đi tới vạn đoạn, sơn mạch thì mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng, thế giới bên ngoài khác xa mộng tưởng của bọn họ nhiều lắm, mà cường giả dòng binh ở đây quá nhiều. Nếu như thực lực của bọn họ là dòng binh cấp thấp cũng thôi, thực lực của độc hạt tử là thiên tôn cũng miễn cưỡng sống được. Khí thế của bọn họ bị đả kích, vì vậy bọn họ không có tham gia vào dòng binh khác, mà là dùng thân phận tán tu lịch lãm rèn luyện, đồng thời nắm chặt thời gian tăng thực lực lên thật nhanh. Khi ấy độc hạt tử tiến giai thiên tôn trung giai, cũng xem như bước vào hàng ngũ cao thủ, hắn muốn kéo người. Do đó hắn chiêu lãm, không ít dòng binh khác, những dòng binh này tu luyện không được như ý, hắn tụ tập những người này lại, sau đó tổ kiến thế lực dòng binh của mình. Đám người này tụ tập lại là vì lợi ích, hôm nay đại nạn lâm đầu thì cây đổ bầy khỉ tan, những người đi theo chính thức còn lại không tới 20 người thiên tôn không đến năm người, còn lại đều có thực lực địa hoàng. Những người này trong vài năm qua hoặc nhiều hoặc ít nhận được ân huệ của độc hạt tử, bọn họ cũng có nghĩa khí, cho nên hôm nay gặp gỡ sinh tử đại nạn cũng không có bỏ đi. Những chuyện này nằm trong mắt độc hạt tử, hắn nói thầm trong lòng. Chư vị huynh đệ, các ngươi sẽ không hối hận vì theo ta ngày hôm nay. Độc hạt tử vừa nghĩ tới thiếu gia uy danh vang xa, trong nội tâm càng kiên định hơn. Cho dù phía trước gian nan cỡ nào, chỉ cần nhịn qua được, thời khắc quay về bên cạnh thiếu gia, còn có ai dám tùy ý khi dễ bọn họ cơ chứ? Bỗng dưng giữa bầu trời có khí tức mãnh liệt truyền tới. Độc Hạt Tử cả kinh, hắn nhíu mày nói, chắc là người phong sư dòng binh đoàn đuổi theo, Độc Ưng, Cuồng Hổ, Bát Tướng bảo vệ Lãnh Xà và Vi Đại Nhi đi tới Phong Vân Thành tìm thiếu gia, những người khác theo ta ngăn địch. Độc Hạt Tử là lúc này mang theo đoàn nhân mã trung thành của Lăng Tiếu qua về, mà hắn cùng huynh đệ Triều Lãm được đi ngăn địch, chỉ có thể cùng bọn họ vượt qua kiếp nạn này không được, bát tướng bảo vệ lãnh xà và vi đại nhi quy về tình thiếu gia, ta cùng cuồng hổ lưu lại đây giúp các ngươi một tay. Độc ưng mở miệng nói, Lý cuồng hổ cũng ở một bên kiên định ứng nói. Đúng vậy, độc lão đại việc này không thương lượng, do bát tướng hộ tống bọn hắn đủ. Cho dù chiến chết, thiếu gia cũng sẽ thay ta môn báo cửu. Bát tướng cũng lên tiếng muốn ứng chiến. Độc hạt tử giận dữ nói, vi đại nhi là nữ nhân của thiếu gia, nếu nàng có chuyện gì thì chúng ta chẳng phải làm thất vọng thiếu gia tài bồi sao các ngươi đều đi cho ta nói xong hắn cũng không có nhìn quá nhiều hắn cưỡi linh thú bay lên không trung đồng thời trong không khí tỏa ra vô số khí tràng kỳ lạ độc hạt từ lúc ở tây bắc xưng hào độc hoàng hắn dùng độc công nổi danh không phải là hư danh bát tướng nhìn nhau sau đó chỉ bảo vệ lãnh xà cùng vi đại nhi rời đi bọn họ cưỡi lục giai huyết phong ưng tốc độ cũng nhanh bọn họ vừa rời đi thì dung phục bắc dẫn theo mười máy tên thiên tôn đi tới đây chạy a à, các ngươi không tên nào chạy thoát được dám giết con ta thì đây là nơi táng thân của các ngươi. Dung phục bắc nhìn ra xa giống to lên. Phong sư dưới chân của hắn xông qua phía trước, lang nha bổng cũng nện vào độc hạt tử. Độc hạt tử cũng đã sớm phòng bị, trong tay xuất hiện trường kiếm ngăn cản dung phục bắc. Đinh đương. Binh khí va chạm vào nhau, độc hạt tử cũng không phải đối thủ của dung phục bắc, bị đẩy lui ra vài chục mét. Sau đó dung phục bắc dẫn theo đám cao thủ của phong sư dòng binh đoàn cùng giết qua. Giết cho ta độc hạt tử giống to lên một tiếng, thế giới chi lực của hắn cũng hiện ra. trong lúc nhất thời vô số bò cạp xuất hiện quanh độc hạt tử, mỗi con mang theo kịch độc đáng sợ có thể tê liệt người khác. cùng lúc đó những thiên tôn đi theo độc hạt tử bắt đầu xông lên ngăn cản đám người dung phục bắc. độc ưng cùng lý cùng hồ hai người chỉ là địa hoàng đỉnh phong, bọn họ không thể tham chiến, thế nhưng mà lại cho linh thú lục giai của mình tham chiến. chương 1313 vạn độc giải thể hai, mà huyết phong ưng cùng xích quyển vân hồ chiến lực mạnh cũng là đại trợ lực cho đám người độc hạt tử. Lúc bắt đầu đám người độc hạt tử lâm vào cục diện hạ phong, thế nhưng mà qua không lâu đám người Dung Phục Bắc mang đến bắt đầu đầu choáng mắt hoa, cũng may mắn thực lực bọn chúng đủ thâm hậu, còn có thể chống đỡ đối chiến. Dung Phục Bắc cũng phát hiện dị trạng, thần sắc của hắn biến hóa và quát: "Đáng chết, là hạ độc, tốt cho một độc tôn, tưởng như thế là không thể thu thập các ngươi sao? Người quá coi thường Dung Phục Bắc ta." Hắn nói xong và bụng dưới hóp lại, một cơn gió mạnh thổi qua bỗng nhiên lúc này hắn há to miệng giống lên, sóng âm cuồn cuộn. Công kích sóng âm cường đại chấn đắc phiến thiên địa này lắc lư, mà đám người độc hạt tử cảm thấy màng tai đau đớn. Chết đi cho ta. Dung phục bắc thừa cơ dùng lang nha bổng nện vào người độc hạt tử. Mà sau khi độc hạt tử bình tĩnh trở lại thì lang nha, bổng đã nện vào eo của hắn. Eo của độc hạt tử bị dung phục bắc nện một cái và bay xa như đạn pháo. Độc ưng trong nháy mắt đã nhanh chóng lao tới tiếp đột hạt tử đáng tiếc một kích của dung phục bắc không phải người thường có thể tiếp được độc ưng tiếp được độc hạt tử thì lực lượng đáng sợ truyền tới chấn đắc hai bàn tay của hắn rung mạnh cùng thời gian hắn và độc hạt tử cùng bay ra ngoài lý cùng hổ vội vã lướt qua trong tay sớm cầm đan dược tốt năm đó bọn họ phối hợp thân mật đã khiến bọn họ chuẩn bị tốt bước tiếp theo hừ nếu các ngươi có tình có nghĩa vậy cả ba chết đê trên không dung phục bắc giống to hắn chuẩn bị lao tới giết đám người độc hạt tử độc ưng cùng lý cùng hổ nhưng mà cảm thấy toàn thân mềm nhũn thực lực của hắn mặc dù cường hãn nhưng mà tới quá gấp cho nên cũng trúng kịch độc do độc hạt tử hạ từ trước thực lực như độc hạt tử không bằng dung phục bắc nhưng mà phương diện dụng độc thì độc hạt tử có lòng tin cho dù là huyền đế trúng độc của hắn cũng phải còn nửa mạng đám người dung phục bắc cũng là lão dòng binh nhiều năm trên người bọn họ tùy thời đều có linh đan giải dược giải độc đan cũng không ít bọn họ không dám chậm lại độc hạt tử nhịn thương thế nói những người kia nhanh chạy đi độc của hắn không có khả năng ngăn cản dung phục bắc quá lâu mà bên bọn họ đã mất đi ưu thế cùng không nên liều mạng bây giờ chỉ mong có thể trốn thoát tới liệt thiên thành sau khi tới đó không được phép có tư đấu cho dù là phong sư dòng binh đoàn cũng không dám lỗ mãng đám người độc hạt tử toàn lực chạy trốn mà đám người dung phục bắc chỉ có thể nhìn bọn họ không thể không toàn lực bức độc tố ra ngoài bằng không lan tràn tới tạng phủ thì không tốt đáng chết nếu để các ngươi trốn tên của dung phục bắc ta sẽ viết ngược dung phục bắc khôi phục nhanh nhất hắn cũng không thấy thích chờ người chung quanh hắn một mình đuổi theo đám người độc hạt tử những người khác khôi phục thật nhanh và lao theo phương hướng đám người độc hạt tử chạy tới liệt thiên thành khác với đám bát tướng bọn họ không ngốc dẫn đám người dung phục bắc đi qua đó hai đội nhân mã đuổi kịp dung phục bắc có phong sư là lục giai cao giai lại có phong thuộc tính tốc độ rất nhanh chẳng bao lâu đã đuổi kịp đám người độc hạt tử dung phục bắc không nói hai lời dùng thế giới chi lực bao phủ đám người độc hạt tử độc hạt tử bị thương nặng dù ăn đan dược nhưng tốc độ không nhanh nhưng cũng chỉ có thể cắn răng ứng chiến trong lúc nhất thời bên ngoài vạn đoạn sơn mạch có tiếng chiến đấu vang dội sau đó đám người dung phục bắc cũng đuổi tới đây độc hạt tử độc ưng cùng lý cùng hổ cũng gặp nguy hiểm tùy thời có thể bị chu sát độc hạt tử dường như ý thức được bên mình không có uy thế gì đáng nói hắn do dự một chút và hạ quyết tâm cuối cùng hắn giống to một tiếng các ngươi tất cả lui ra ta liều với chúng độc hạt tử kiềm chế dung phục bắc thế giới chi lực trứng lên vài phần âm mưu ngăn cản đám dung phục bắc và thủ hạ của hắn gương mặt của hắn vạn vẹo hung ác quát vạn độc giải thể bỗng dưng dùng độc hạt tử làm trung tâm một đoàn độc khí không ngừng khoách tán ra chung quanh mà bản thân độc hạt tử biến thành độc nhân toàn thân độc khí trùng thiên hắn luyện độc nhiều năm bản thân cũng biến thành độc nhân hôm nay vì ngăn cản đám người dung phục bắc cam nguyện tán đi một thân độc công của mình sau chiêu này cho dù hắn không chết cũng biến thành phế nhân đám người dung phục bắc thần sắc đại biến đồng thời lui ra phía sau nhưng mà độc của độc hạt tử lan tràn nhanh hơn có hai tên thiên tôn thấp dai lui không kịp trong nháy mắt đã bị độc tố này biến thành bãi máu độc lão đại độc ưng cùng lý cùng hổ giống to lên đầy đau đớn mà có mấy người đi cùng độc hạt tử cũng vô cùng cảm động bọn họ không nghĩ tới độc hạt tử có thể cam nguyện hy sinh chính mình cũng muốn ngăn cản đám người dung phục bắc đi mau đi nhất định phải cho thiếu gia biết để hắn báo cừu cho ta Độc hạt tử quay đầu nhìn qua độc ưng cùng lý cùng hổ quát lên. Trong thời khắc này bát tướng thủ hộ lãnh giả cùng Vi Đại Nhi quay về, hơn nữa sau lưng còn có mười mấy người. Diệp Vân Phong không dám lãnh đạm chuyện lăng tiếu giao cho, hắn mới đến liệt thiên thành, cũng không có lập tức đi mua không gian chi thạch, mà là tiến vào vạn đoạn sơn mạch tìm kiếm đám người độc hạt tử. Mà đám độc hạt tử ở bên này nhiều năm, cũng tương đối hiểu tình huống nơi này, có thể từ trong miệng bọn họ biết được tin tức thế nào. Bằng không thì mạo muội tiến vào địa bàn liệt kiếm tông, mua sắm nói không chừng còn biến thành dê béo cho người ta làm thịt, bọn họ cần mua số lượng không ít đấy. Cũng chính vì quyết định này của Diệp Vân Phong, hắn dẫn người đi tới Liệt Thiên Thành và đi tới bên ngoài Vạn Đoạn, Sơn Mạch nghe ngóng tin tức của đám người độc hạt tử, lúc này trùng hợp gặp gỡ đám người Bát Tướng bay tới, mà mang theo lãnh xà cùng Vi Đại Nhi bị thương. Diệp Vân Phong đang vui vẻ thì phát hiện bọn họ chật vật không chịu nổi, mà Bát Tướng trong lúc nhất thời không nhận ra Diệp Vân Phong còn tưởng rằng có người muốn bỏ đá xuống giếng muốn thay đổi hướng khác rời đi thế nhưng mà thực lực của diệp vân phong xưa đâu bằng nay hắn ở trong phong vân thành xem như là cao thủ muốn đuổi kịp bọn họ quá dễ dàng sau đó bát tướng thấy rõ diệp vân phong thì ổn định bọn họ thả tảng đá lớn trong lòng xuống vì đại nhi bây giờ thụ trọng thương bất tỉnh bọn họ không thể để nữ nhân của thiếu gia có chuyện gì bằng không bọn họ không có mặt mũi đi gặp thiếu gia lãnh huynh chuyện này là ai làm dám động tới nữ nhân của lão đại, ta diệt cả nhà của hắn." Diệp Vân Phong nhìn thấy Vi Đại Nhi hấp hối trong lòng lãnh xa thì giận tím mặt quát. Diệp Vân Phong cả đời này trọng yếu nhất là người nhà ra, người, còn lại là Lăng Tiếu. Chương 1314, Diệp Vân Phong tới. Không có Lăng Tiếu thì không có Diệp Vân Phong hôm nay. Diệp Vân Phong là người nghĩa khí trùng thiên, hôm nay thấy nữ nhân lão đại là Vi Đại Nhi hấp hối, hắn không tức giận mới lạ. Hắn đi theo bên cạnh Lăng Tiếu thời gian không ngắn biết rõ tính cách lão đại là gì, nếu ai dám động tới người của hắn, cho dù đối phương thế đại thì hắn cũng muốn đi diệt đối phương. Hôm nay Diệp Vân Phong đại biểu Lăng Tiếu đi tiếp bọn họ quay về, không ngờ Vi Đại Nhi lại trọng thương, mà độc hạt tử, độc ưng cùng Lý Cùng Hổ đều không có mặt ở đây, nếu bọn họ có chuyện gì xảy ra, lão đại không phát điên mới lạ. Lãnh xà bây giờ gương mặt cáo tiết, hắn đã rất lâu không có lên tiếng, chỉ vuốt ve muội tử trong lòng, cảm xúc áp lực nói, Vân Phong, ta trở về đạp nát đám phong sư dông binh đoàn kia. Lãnh xà trải qua giết chóc nhiều năm, trên người có sát khí cực kỳ nồng đậm, mà khí tức của hắn vào thời khắc này bành trướng, từng đoàn sát khí sát lục lạnh giá bốc lên cao, từng đạo kiếm khí giống như độc xà đang nắm trong cỏ, kiếm khí nồng đậm bức người. Bát tướng ở bên cạnh hắn cũng cả kinh, liền tách ra và gương mặt kinh hãi nhìn qua lãnh xà. Ai cũng không có ngờ tới lãnh xà vào thời khắc này thực lực bành trướng. Này, hắn đã lĩnh ngộ đạo của mình, trong mắt Diệp Vân Phong chấn động, lập tức nhìn ra lãnh xà không giống với bình thường. Lãnh xà bây giờ mượn sát khí chung quanh thành tự đạo của bản thân mình, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa sát ý nồng đậm khiến cho thiên tôn trung giai như Diệp Vân Phong cũng phải khiếp sợ. Giết, nhất định phải huyết tẩy phong sư dòng binh đoàn làm báo thù cho đại nhi. Lãnh xà lúc này hai mắt đỏ hồng lên quát to, kiếm khí sát lục vô hình bức người bắn ra ngoài, cắt nát không khí ở chung quanh bát tướng không ngừng rút lui ra phía sau mà bọn người diệp vân phong không thể không dùng lực lượng ngăn cản kiếm khí đáng sợ của lãnh xà đại nhi đại nhi nàng chết rồi diệp vân phong nghe lãnh xà nói thì thần sắc đại biến hắn cảm thấy toàn thân cứng lại liều lĩnh tiến tới bên cạnh lãnh xà lãnh xà lúc này giống như đang nhập ma rõ ràng sách cầm kiếm chân tay chém qua phía diệp vân phong chết đi cho ta diệp vân phong đại kinh thân hình né qua một bên một tay nhanh như chớp bắt lấy cổ tay của lãnh xà và hét to lên lãnh huynh tỉnh táo ta là vân phong diệp vân phong nói ra lời này chính là muốn lãnh xà thanh tỉnh lại bằng không nếu hắn thật sự tiến vào ma đạo hắn chỉ là cái xác chỉ biết giết người không có lý trí sóng âm to lớn đánh tan cảm xúc hỗn loạn của lãnh xà lệ khí này giảm bớt đi vài phần nhưng mà không có biến mất hoàn toàn vân phong buông tay ra ta nhất định phải giết sạch đám tạp trùng phong sư dông binh đoàn lãnh xà kéo tay của diệp vân phong quát diệp vân phong biết rõ lãnh xà đã mất đi tỉnh táo của mình hắn biết rõ nếu tiếp tục như vậy sẽ là chuyện xấu hắn sẽ phá hủy ngộ đạo của mình diệp vân phong thừa dịp lãnh xà không chú ý lập tức đánh vào ót của hắn trực tiếp đánh lãnh xà ngất xỉu bát tướng nhìn thấy thế thì cả kinh kêu to lăng nhất lăng nhị các ngươi tới đây cho ta biết xảy ra chuyện gì diệp vân phong nhìn bát tướng quát lên tiếp theo lại xem xét thương thế của vi đại nhi chỉ thấy trong bụng của vi đại nhi còn có một thanh đoạn kiếm máu tươi nhuộm đỏ quần áo của nàng, trên gò má của nàng tái nhợt, hơi thở đã không cảm thụ được. Diệp Vân Phong cảm thấy trong lòng sôi trào, hắn vẫn cho rằng Vi Đại Nhi chỉ bị trọng thương, hôm nay nàng rõ ràng tên trùng lên não, rốt cuộc là kẻ nào làm? Diệp Vân Phong cũng không khống chế được khí thế của mình. Ngay cả nữ nhân của lão đại cũng dám giết, thực sự là chán sống rồi. Nhưng mà Diệp Vân Phong giận thì giận, hắn vẫn bảo trì tỉnh táo cuối cùng, mang giọt sinh mệnh tuyển dịch lăng tiếu phân cho hắn mang ra ngoài, hắn rút đoạn kiếm trong bụng Vi Đại Nhi ra, cho sinh mệnh tuyển dịch vào trong miệng của nàng. Hắn chỉ hy vọng Vi Đại Nhi thật sự có thể sống lại, bằng không hắn không biết lão đại biến thành cái gì. Bát tướng cũng nhanh chóng vây lại, không ngừng nói chuyện xảy ra, để Diệp Vân Phong hiểu từ đầu tới cuối xảy ra chuyện gì. Một tiểu dòng binh đoàn mà dám càn rỡ như thế, các ngươi mang theo ta trở về, nhất định phải toàn diệt bọn chúng. Diệp Vân Phong hung ác nói ra, lăng nhất không cam lòng nói, Diệp thiếu, đối phương, đối phương cao thủ quá nhiều, còn có đế giai tọa chấn, các ngươi nên mang đại nhi tiểu thư trở lại bên cạnh thiếu ra đi. Tám người chúng ta quay về bảo vệ độc ca là được. Đế giai thì thế nào, chúng ta không cần sợ, lần này lão đại bảo ta tới là đón các ngươi trở về, nếu như trở về như thế lão đại sẽ lột ra ta đấy, đi, ta đúng là dòng binh đoàn thế nào mà dám cản rỡ như thế. Diệp Vân Phong nói, hắn hôm nay mang theo mười mấy người, nhưng phương thần cùng lạc u đều là huyền đế trung giai. Mà những người khác đều là cao thủ thiên tôn, đám người bọn họ không cần phải sợ cái gì cả. Chuyện hôm nay đã như thế, Diệp Vân Phong còn không huyết tẩy phong sư, dòng binh đoàn thì hắn làm sao còn mặt mũi quay về gặp lão đại chứ? Bát tướng nghe ra ý của Diệp Vân Phong, cũng không hề run rẩy, dẫn Diệp Vân Phong quay trở lại chỗ bọn người độc hạt tử, độc ưng cùng với Lý Cùng Hổ. Đáng tiếc bọn họ vẫn đi chậm, độc hạt tử sử dụng chiêu thức ngọc thạch câu phần, hắn tán độc công tu luyện cả đời đi rồi. Đám người Diệp Vân Phong vừa tới thì mắt tròn mắt dẹp nhìn qua cảnh trước mặt độc lão đại. Bát tướng hô lên một tiếng, thậm chí bay thẳng qua phía độc hạt tử. Thế nhưng mà Diệp Vân Phong lại quát to ngăn cản bọn họ lại. Các ngươi điên rồi, độc hạt tử đang khoách tán độc của mình, ngay cả ta cũng không chịu được, không nên qua đó. Lúc này Diệp Vân Phong nhìn qua phương thần nói, phương thần, có thể ngăn cản hắn hay không? Phương thần ứng một tiếng, có thể. Tiếp theo hắn như gió bay thẳng ra ngoài, hắn không sợ độc khí của độc hạt tử chút nào, trực tiếp đi vào độc vụ và đánh độc hạt tử bên trong ngất đi. Phương Thần đã là huyền đế trung giai, tu vị của hắn đã liệt vào hàng siêu cấp cao thủ, độc vụ của Độc Hạt Tử dù bá đạo, cũng không thể phá được cương khí hộ thân của hắn. Phương Thần kéo Độc Hạt Tử trở về bên cạnh Diệp Vân Phong, hắn thản nhiên nói, "Trước không nên tới gần hắn, độc của hắn không phải người bình thường có thể chịu được." Diệp Vân Phong đau đầu, lập tức bỏ Phương Thần cho Độc Hạt Tử án đan dược. Nhưng mà nhìn qua gương mặt Độc Hạt Tử, sau khi sử dụng độc vụ thì khí tức như có như không, sắp chết mất, Diệp Vân Phong cảm thấy nội tâm nhỏ máu. Ngay sau đó độc ưng cùng Lý Cùng Hổ đều phát hiện bát tướng quay về, cũng nhận ra Diệp Vân Phong. Trong lòng hai người đại định, độc ưng vội vàng nói, Vân Phong sao ngươi tới đây? Thiếu ra đâu rồi? Chương 1315, tàn sát đơn phương. Độc ưng cùng Lý Cùng Hổ thực lực còn có hạn, cũng không nhìn ra thực lực của Diệp Vân Phong và người bên cạnh hắn. Bọn hắn họ chỉ biết thiếu ra không có tới, nếu như thiếu ra ở đây thì tất cả sẽ cùng quay về. Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không quay về như thế. Độc ưng cuồng hổ hai vị đại ca thiếu gia phái ta tới đây đón các ngươi quay về diệp vân phong nói tiếp theo nhìn qua đám người không xa quát nhưng mà chúng ta phải mang đầu của đám này quay về mới được bằng không chúng ta không thể bàn giao với thiếu gia diệp vân phong dứt lời bọn người dung phục bắc bay tới lần nữa còn có thêm nhiều người bay tới tổng cộng có hơn trăm người tới vây khốn đám người diệp vân phong vào bên trong trốn đi các ngươi trốn thế nào tưởng có trợ thủ là được cứu ra hay sao trước tiêu diệt các ngươi, sau đó bắt con kỹ nữ kia về cho các huynh đệ chơi." Dung Phục Bắc gương mặt tức giận quát, vừa rồi suýt nữa bị độc hạt tử giết, hắn vô cùng tức giận. Hôm nay có đám người vây quanh, hắn nhất định phải báo thù cho con của mình. "Giết sạch bọn chúng, lưu đầu lão gia hỏa này cho ta, ta muốn giao hắn cho thiếu gia xử quyết." Diệp Vân Phong nhíu mày một cái và nói với người bên cạnh. Phương Thần cùng Lạc U không có động, hơn 10 tên thiên tôn khác đã động thủ thế nhưng mà đám người mới tới không chỉ có thiên tôn cao cấp, mà là cao thấp không đều. Mà bên cạnh Diệp Vân Phong đều là những thiên tôn cao cấp, còn có hai tên thiên tôn đỉnh phong, bọn họ giết đám dòng binh quá dễ dàng, khí thế sát phạt còn nồng đậm hơn đám dung phục bắc này nhiều lắm. Dung phục bắc lúc trước tức giận mất lý trí, không chú ý viện thủ của đối phương toàn là cao thủ. Dám người Diệp Vân Phong sau khi hiển lộ khí thế toàn bộ, sắc mặt của dung phục bắc biến thành khó nhìn. Khó trách dám quay lại đây, thì ra là có trợ thủ, nhưng mà, các ngươi tưởng như vậy là có thể sống sót rơi đi sao? Dung phục Bắc Phi thường bình tĩnh nói một tiếng, trong tay xuất hiện thứ gì đó và giơ lên bầu trời. Một tiếng nổ mạnh vang dội, một vòng huyết hoa bắn thẳng ra ngoài. Đám người độc ưng, Lý cùng Hổ thần sắc biến đổi, độc ưng nhìn qua Diệp Vân Phong nói, "Vân Phong, hắn đang dùng báo hiệu, đang gọi cao thủ khác tới đây, không bằng chúng ta đi trước đi." "Hừ, tới rất tốt, ta cũng có thể diệt sạch toàn bộ bọn chúng." Diệp Vân Phong hừ lạnh nói ra, Bên cạnh hắn có hai huyền đế trung giai, trừ 18 thế lực lớn ra, hắn nghĩ không ra còn có người nào có thể động. Tới đoàn người bọn họ hai đạo nhân mã bắt đầu đại chiến, chiến đấu vang trời xuất hiện trong sơn mạch. Năm màu rực rỡ, hình thái quái dị, các loại thế giới chi lực chồng chéo lẫn nhau, để người ta thấy loạn cả mắt, kinh tâm động phách. Người do Diệp Vân Phong mang đến đều có thực lực mạnh hơn đám người dung phục bắc nhiều, dùng ít địch nhiều vẫn chiếm thượng phong. Đoàn người phong sư dòng binh đoàn không ngừng bị chém giết máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe. Trong nội tâm Dung Phục Bắc chấn kinh, hắn không nghĩ tới một dòng binh đoàn nho nhỏ vì sao có thực lực mạnh như vậy. Hôm nay hắn không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ, hắn chỉ biết phải toàn lực chống đỡ, đợi chờ cường viện của mình đi tới nơi này tiêu diệt đối phương. Chuyện sau đó Diệp Vân Phong, Độc Ưng, Lý Cung Hổ cùng Bát Tướng bắt đầu tụ tập với nhau, cũng an trí độc hạt tử sắp chết nghỉ ngơi. Độc Ưng cùng Lý Cung Hổ nhân cơ hội này hỏi Diệp Vân Phong, vì sao xuất hiện ở đây, mà lãnh xà bây giờ vậy có tình huống gì? Diệp Vân Phong cũng giải thích đơn giản, đồng thời nói Lăng Tiếu muốn nghênh đón bọn họ quay về. Vốn lão đại định tự mình tới, nhưng mà bây giờ lão đại có quá nhiều địch nhân, thế lực tông môn đang xây dựng, hắn cũng có quá nhiều chuyện quấn thân, các ngươi không nên nghĩ cái gì. Diệp Vân Phong nói, hắn sợ đám người độc ưng, Lý Cuồng Hổ còn cho rằng Lăng Tiếu không tới sẽ có gánh nặng tâm lý gì. Ai biết rõ độc ưng, Lý Cuồng Hổ cùng bát tướng không có nửa câu oán hận, ngược lại còn áy náy, Lý Cung Hổ nói, được thiếu gia để mắt chúng ta, cho chúng ta không gian trưởng thành, thế nhưng mà bây giờ càng ngày càng xa thiếu gia, đến cuối cùng vẫn làm thiếu gia mất thể diện, nếu thiếu gia tự mình đến thì chúng ta không có mặt mũi gặp hắn. Vi Đại Nhi là nữ nhân của Lăng Tiếu, nàng mặc dù mài luyện tăng thực lực với bọn họ, nhưng bọn họ thân là người hầu của Lăng Tiếu, có nghĩa vụ chiếu cốt tốt cho nàng, không cho nàng bị thương tổn gì, bây giờ nàng sinh tử không biết thì bọn họ càng áy náy nhiều hơn. Chuyện này không hoàn toàn là lỗi của các ngươi, việc này ta sẽ tính sổ với bọn chúng diệp vân phong vỗ vỗ vai lý cùng hổ nói sau đó nhiều khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng lao tới nơi này không cần nói chính là viện thủ của phong sư dông binh đoàn đã tới đây hai tên bán đế giai và mấy chục cao thủ thiên tôn giai không ngừng cưỡi linh thú chạy tới nơi này nhị ca tam ca nhanh diệt sát đám tạp trùng này đi dung phục bắc vẫn toàn lực phòng thủ cũng không có bị bao nhiêu tổn thương hôm nay thấy viện binh đã tới thì lập tức chấn bay hai tên đối thủ bay tới chỗ hai tên bán đế kêu to lên. Hai tên bán đế này chính là huynh đệ kết bái của Dung Phục Bắc, một người tên là Vương Nghĩa, một người tên là Phan Hữu Quý, hơn nữa không có đoàn trưởng phong sư quách tiến thái, bọn họ xưng hào tứ đại hùng sư, đều là mãnh nhân trong vạn đoạn sơn mạch. Sau đó Diệp Vân Phong mang người tới cũng quay về bên cạnh Diệp Vân Phong. Bọn người cứu viện Dung Phục Bắc đến hơn trăm người, chảm sát bảy tám chục xem như hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này đối thủ lại có viện binh tới thêm, bọn họ sau đó cần phải cẩn thận. Lão Tứ, ở đây xảy ra chuyện gì? Vương Nghĩa nhìn qua Dung Phục Bắc vô cùng chật vật hỏi. Dung Phục Bắc đau khổ nói, chất nhi của ngươi bị một tiện nữ giết, hai vị ca ca nhất định phải báo thù cho con của ta. Vương Nghĩa cùng Phan Hữu Quý biến sắc, bốn huynh đệ bọn họ tình sâu nghĩa nặng, mà hôm nay con của Dung Phục Bắc được ba người khác xem như con nối dõi, bọn họ vẫn xem con của Dung Phục Bắc như con ruột của mình. Tại sao đột nhiên bị người ta giết? Trong vạn đoạn sơn mạch này dám công nhiên giết người của phong sư, dòng binh đoàn thì không nhiều hỗn đản phải báo thù rửa hận cho chất nhi phan hữu quý hét to một tiếng hắn đơn thân độc mã lao tới đám người diệp vân phong mà linh thú của hắn cũng bay tới khí thế bán đế của hắn trong nháy mắt bộc phát ra ngoài thực lực xưng đế có tranh lệch to lớn với thiên tôn khí thế của hắn khiến người ta chấn động độc ưng lý cùng hổ cùng với bát tướng đều là người trải qua chém giết sinh tử bọn họ nhạy cảm không kém vừa nhìn khí thế của bán đế đã biết rõ hắn không kém rồi nhưng mà bây giờ bọn họ muốn trốn cũng không kịp. Bọn họ họ muốn bảo vệ Diệp Vân Phong. Lúc này một người bên cạnh Diệp Vân Phong tiến lên phía trước. Một bước này nhìn thì quá bình thường, nhưng mà một bước này lại vượt qua 10 mét tới trước mặt Phan Hữu Quý và con linh thú kia. Rất can đảm, không ngờ dám đơn thân độc mã ngăn cản bổn đế, chết đi cho ta. Phan Hữu Quý lạnh lùng nhìn qua người nọ, một cây búa lớn xuất hiện trong tay, búa lớn này chém thẳng vào đầu của người nọ búa này như khai thiên tích địa cho người ta cảm giác bác đại tinh thâm đồng thời mang theo khí chất huyết tinh nồng đậm búa chưa tới đã khiến người ta khiếp sợ thất thần phan hữu quý vừa ra tay là dùng toàn lực trong từ điển của hắn không có hai chữ nương tay nhưng mà búa lớn của hắn chém tới trước chán của người nọ thì nội tâm của hắn chấn động chỉ thấy một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có đó là một cảm giác đối mặt với tử vong hắn nhiều năm bồi hồi bên bờ sinh tử cho nên quá quen cảm giác này cảm giác này gần như linh nghiệm nhìn thấy đôi mắt của đối phương yên tĩnh như nước hắn biết rõ đối phương không phải là kẻ bình thường mà là một siêu cấp cao thủ thực lực khẳng định còn trên cả hắn lui phan hữu quý lập tức xuất hiện suy nghĩ này trong đầu đáng tiếc đã chậm tay của người đối diện chấn động hắn cầm một thanh kiếm một tia kiếm quang chém ra tức thì tất cả mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì phan hữu quý bị chém thành hai nửa một đạo máu tươi bắn ra tung tóe nhuộm đỏ bầu trời nó rất nổi bật trong mắt của người khác lão đại trong miệng đám người này thần sắc khó tin. Một tên bán đế, mặc kệ ở đâu cũng là cao thủ số 1 số 2, tại sao bị chém thành hai nửa trong nháy mắt. Cùng lúc này trong đầu tất cả mọi người hiện ra mấy chữ, là huyền đế chân chính. Giết đi. Diệp Vân Phong ở phía sau không tỏ vẻ gì ra lệnh chém giết. Nếu như một tên huyền đế trung giai còn không chém giết nổi một tên bán đế, thì tu vị huyền đế để làm gì? Ra tay là Lạc U, cùng Phương Thiên là sát thủ kim bài của sát thiên, bị lăng tiếu hạ tinh thần chủ ấn cao cấp, đã là thủ hạ của lăng tiếu một gã sát thủ không ra tay thì thôi ra tay là phải thấy máu nhanh nhanh trốn đi vương nghĩa lập tức hạ quyết định đối phương có đế giai chính thức ở đây bọn họ nhiều hơn nữa cũng không thể làm gì hắn cũng không muốn chết lạc u tươi cười đầy sát khí thế giới của hắn bạo phát ra ngoài thủy thế giới không là thủy nhận thế giới vô số thủy nhận giống như mũi tên chém giết đám người phong sư dong binh đoàn lạc u giống như thủy thần vậy trong thế giới này hắn chỉ điểm giang sơn chỗ nào thế giới chi lực của hắn đi qua thì người của phong sư dòng binh đoàn nơi đó bị cắt vỡ cổ họng chết ngay lập tức a à, a à. từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai tàn sát đơn phương vương nghĩa và dung phục bắc sợ tới mức kinh hoàng cả kinh bọn họ lập tức quay đầu bỏ chạy chỉ hận phụ mẫu sinh ra ít đi hai cái chân đi được sao lạc u ra tay không lưu tình tự nhiên không cho hai người này bỏ trốn kiếm khí như cầu vồng kiếm thế quỷ ý khó dò đây chính là kiếm đạo của sát thủ siêu siêu hai đạo kiếm cương xé tan bầu trời lập tức bắn thẳng về phía vương nghĩa cùng dung phục bắc oanh long hai người này không thể ngăn cản lập tức bị kiếm cương chém giết máu tươi bắn tung tóe đám người cứu viện của phong sư dòng binh đoàn vừa chạy tới và số còn lại không tên nào còn sống đều bị lạc u chém giết hoàn toàn độc ưng lý cùng hổ và bát tướng cũng giống như mộng du cảm thấy cảnh trước mặt như giấc mộng bọn họ cũng biết thiếu gia ở phong vân thành chiếm lĩnh thành chỉ làm vương hơn nữa uy danh còn truyền tới các nơi hẻo lánh của trung vực bọn họ tuyệt đối không ngờ thiếu gia vì đón bọn họ quay về lại phái cao thủ huyền đế chính thức hơn nữa nhìn tư thế thì không phải huyền đế bình thường bọn họ không nghĩ tới bây giờ thiếu gia bọn họ đang thống trị thế lực như thế nào bọn họ rốt cuộc đã hiểu rồi hiểu vì sao thiếu gia bọn họ dám khiêu chiến cổ gia và các thế lực lớn cánh chim của thiếu gia đã bay lên theo gió đã không có kẻ nào có thể ngăn cản bước chân của hắn đi lên tới đỉnh phong được. Qua một thời gian sau đó trên đất có số cổ thi thể đang nằm, có không ít thi thể đã biến thành mỹ thực cho linh thú. Đám người phong sư dòng binh đoàn vô cùng kinh hãi, bởi vì trong ba bộ tàn thì bọn họ tìm thấy chính là thi thể của ba phó đoàn trường, bọn họ bị chém giết trong thời gian ngắn. Trong nội tâm của bọn họ vô cùng khủng hoảng, rốt cuộc là địch nhân như thế nào, mới có thể chém giết ba phó đoàn trường và một đám người như vậy. Nhanh, nhanh thông chi cho đoàn trưởng, ba vị phó đoàn trưởng đã bị giết. Một tên thành viên của phong sư dòng binh đoàn kinh hoàng kêu to. Đám người phong sư dòng binh đoàn không dám dừng lại, lập tức nhặt thi thể của ba tên phó đoàn trưởng và chạy về. Dòng binh đều là một đám can đảm, đều trải qua không ít chiến dịch sinh tử, nhưng mà trước mặt đối thủ không cách nào chống lại thì bọn chúng sẽ sợ hãi khiếp đảm. Ở một ngọn núi cách đó không xa, đám người Diệp Vân Phong đang nói chuyện với nhau. Lúc này lãnh xà đã tỉnh, tình huống của hắn ổn định hơn nhiều, thực lực của hắn ngã trở lại cảnh giới địa hoàng đỉnh phong, nhưng nếu hắn có thời gian tỉnh tâm tham ngộ, thì tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn đột phá đến thiên tôn giai, căn bản không cần trải nghiệm cảnh giới bán tôn làm gì về phần vi đại nhi, cùng độc hạt tử đang hôn mê. Một kiếm đâm vào bụng, sinh cơ trôi qua, còn may có sinh mệnh tuyển đích của Diệp Vân Phong, cuối cùng vẫn kéo vi đại nhi bên bờ tử vong quay về, bây giờ chưa tỉnh lại thì có thể thấy thương tổn của nàng nặng thế nào. Mà độc hạt tử tình huống không tốt đi đâu được, Hắn bây giờ hơi thở yếu ớt, hắn như phế nhân, tùy thời sẽ chết đi. Nhìn qua hai người trước mặt, mọi người không có thần sắc vui vẻ khi báo được thù. Ta sẽ cho người mang bọn họ về tới phong vân thành trước, chỉ có trở lại bên cạnh thiếu gia mới có thể cứu bọn họ được. Diệp Vân Phong nhìn qua bọn người độc ưng, Lý Cùng Hổ cùng lãnh xà nói một câu. Hai người hôn mê đều là dòng chính của lăng tiếu, Diệp Vân Phong không dám vô lễ, ý định cho bọn họ quay về trước, hắn còn phỉa đi mua không gian chi thạch. Ý kiến này mọi người không dị nghị gì cả bọn họ cũng biết thực lực của mình có hạn, ở lại chỗ này không có ý nghĩa gì. Vân Phong, thiếu gia phái các ngươi qua bên này có chuyện gì nữa không? Độc ưng nghi hoặc hỏi. Hắn đi theo lăng tiếu sớm nhất, hiểu tính tình của lăng tiếu, nếu như chỉ để nghênh đón bọn họ quay về, thì không cần thiết xuất động nhiều cao thủ như thế, cho nên hắn đoán ra Diệp Vân Phong tới đây còn có chuyện khác. Diệp Vân Phong cũng không có dấu giếm, hắn nói chuyện lăng tiếu cần hắn đi làm. Chương 1316, Vi Đại Nhi tỉnh lại, diệp vân phong vốn định để bọn người độc ưng tham mưu bây giờ phát sinh việc này hắn cũng nói ra mà độc ưng lý cùng hổ cùng lãnh xà nghe không gian chi thạch thì con mắt sáng ngời chuyện tốt ở bên ngoài ngây ngốc vài năm không có chuyện gì có thể giúp thiếu gia bây giờ thiếu gia cần không gian chi thạch trên tay của chúng ta có không ít thần sắc độc ưng tốt hơn một chút diệp vân phong lạ lùng nhìn độc ưng nói trên tay các ngươi có không gian chi thạch không gian chi thạch dị thường hãn hữu cũng đặc biệt quý trọng, Lăng Tiếu giao cho hắn bất kể thế nào cũng phải mua về. Hôm nay nghe Độc Ưng nói thì hắn cảm xúc hưng phấn. Lý Cung Hổ nói, ngươi xem đây là cái gì? Trong khi nói chuyện thì trước mặt hắn xuất hiện một khối đá màu trắng nặng vài chục cân. Khối đá này như tấm gương vậy, có thể chiếu rõ nhất cử nhất động của bọn họ, lộ ra vẻ trong suốt bất phàm. Đây chính là không gian chi thạch mà Lăng Tiếu cần gấp, cũng là tài liệu chủ yếu luyện chế không gian giới. Không gian chi thạch còn là khối lớn như vậy, Diệp Vân Phong khinh hô, hắn nói tiếp, nếu chỉ một khối như vậy thì không đủ. Chỉ là một khối không gian chi thạch có thể luyện ra không ít không gian giới đấy, nhưng mà so với nhu cầu lăng tiếu cần dùng yếu đi quá nhiều. Thiếu ra cần mua bao nhiêu? Lý Cùng Hồ hỏi. Ít nhất, cũng phải một ngàn khối như vậy. Diệp Vân Phong nói. Hí, nghe Diệp Vân Phong báo ra số lượng thì đám người độc ưng, Lý Cùng Hồ cùng lãnh xà cùng hít khí lạnh. Bọn họ ma luyện bao nhiêu năm qua, mặc dù có chút kỳ ngộ, thu được không ít không gian chi thạch, nhưng mà chỉ có mấy chục khối. Này số lượng đã là phi thường không tệ, có người thậm chí vài năm, vài chục năm không thu được khối không gian chi thạch nào cả đấy. Bọn họ vốn dĩ cho rằng không gian chi thạch cũng đủ lăng tiếu dùng, nhưng mà nghe Diệp Vân phong báo số lượng thì giật mình không nhỏ. Một ngàn khối không gian chi thạch lớn như thế, trừ phi là phát hiện quáng mạch không gian chi thạch bằng không đi đâu mà tìm. Mà điều kiện hình thành không gian chi còn hà khắc hơn huyền tinh nhiều lắm, hơn nữa số lượng của mỗi quáng mạch cũng không nhiều thiếu gia bảo ta đi liệt kiếm tông hoặc linh tiêu cung mua sắm, ta vừa vặn gặp gỡ các ngươi, các ngươi có đường đi khác hay không? Ta thực sợ môn phái người ta không chịu bàn nhiều không gian chi thạch, như thế cho chúng ta. Diệp Vân Phong lại nói. Diệp Vân Phong nói thế không phải không có đạo lý. Hai tông này đào móc vạn đoạn sơn mạch đã lâu, tông môn có tồn không ít không gian chi thạch, nhưng hàng năm bọn họ còn xuất không gian chi thạch, ra bán đấu giá đã ít càng thêm ít. Hôm nay nghe số lượng lớn như vậy, Diệp Vân Phong sợ người ta không bán, lúc này lãnh xà than thở nói, nếu như tiểu muội bây giờ đã tỉnh là tốt rồi, sở dĩ nàng bị đám người phong sư dòng binh đoàn truy sát, nguyên nhân trong đó chính là phát hiện quáng mạch không gian chi thạch, tiểu muội vốn muốn cho chúng ta biết, thế nhưng mà lại bị người ta phát hiện, người nọ còn muốn ô nhục tiểu muội, cuối cùng bị tiểu muội cho giết. Nàng không nói vị trí quáng mạch cho người biết. Diệp Vân Phong kích động hỏi, nếu quả thật phát hiện quáng mạch, vậy thì tốt hơn rồi. Lãnh xà lắc đầu nói, nàng đi vào khu vực nào thì chúng ta biết rõ, nhưng mà vị trí cụ thể lại không biết. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, Diệp Vân Phong do dự một chút và nói, "Lại đợi thêm một ngày, nếu như Đại Nhi chị dâu còn chưa tỉnh lại, chúng ta liền đi trở về Phong Vân Thành, thiếu gia nhất định có biện pháp cứu nàng." Diệp Vân Phong cũng không có biện pháp nào hơn, nếu như Vi Đại Nhi có thể một ngày sau tỉnh lại, vậy bọn họ sẽ nhờ nàng chỉ vị trí quáng mạch không gian chi thạch, nếu như không tỉnh thì không có biện pháp. Việc này không vấn đề, nhưng mà người của Phong Sư Dung binh đoàn thì không thể bỏ qua lãnh xà thân là đại ca của Vi Đại Nhi, tự nhiên có quyền đáp ứng thay cho Vi Đại Nhi. Vi Đại Nhi bây giờ tình huống ổn định nhiều, ít nhất, sinh cơ đã khôi phục, chỉ còn chờ nàng tỉnh lại. Lãnh xà cùng Vi Đại Nhi huynh muội tình thâm, tiểu muội bị thương thành như vậy, trong lòng của hắn muốn giết sạch toàn bộ đám người phong sư dòng binh đoàn. Ân, việc này chắc chắn sẽ không bỏ qua được rồi. Diệp Vân Phong lúc này đáp ứng, dùng tính cách của lão đại, khẳng định trực tiếp giết vào hang ổ của phong sư binh đoàn nhưng mà Diệp Vân Phong lại biết rõ sự nặng nhẹ, phải lấy không gian chi thạch là chuyện quan trọng. Qua một đêm trạng thái đám người độc ưng, Lý Cùng Hổ, Lãnh Xà cùng với bát tướng tốt lên rất nhiều, ngay cả Lăng Lục bị chém đứt một tay cũng tốt hơn nhiều, cũng may không vì thế mà ảnh hưởng quá lớn. Mà đám dòng binh đoàn lúc trước đi theo sau độc hạt tử bây giờ đang thầm ăn mừng. Bởi vì bọn họ biết rõ sau lưng của dòng binh đoàn còn có một thiếu gia tồn tại, mà vị thiếu gia này chính là lăng tiếu thanh danh hiển hách của Trung Vực. Lúc đó Độc Hạt Tử lôi kéo bọn họ cũng chưa từng nói ra thân phận của mình, hôm nay đột nhiên biết được thì trong nội tâm vui mừng a. À. Ngày sau được vị thiếu gia này thưởng thức, thực lực khẳng định có hy vọng tiến thêm một bước. Bọn họ ai không biết vị thiếu gia kia chính là thất phẩm luyện dược sư cơ chứ? Thời điểm Diệp Vân Phong tưởng Vi Đại Nhi sẽ không tỉnh lại, rốt cuộc Vi Đại Nhi cũng có biến hóa, khí tức của nàng không ngừng tăng cường, hào quang màu đỏ bao phủ quanh người của nàng, hào quang chói mắt. Lãnh xà phát hiện tình huống này thì kinh hô lên. Tiểu muội nàng nàng sắp tỉnh lại. Quả nhiên thuận âm thanh lãnh xà rơi xuống, Vi đại nhi đã tỉnh lại. Sinh mệnh tuyển dịch quả nhiên không hổ danh của mình. Diệp Vân Phong lúc này nói thầm trong lòng, nếu không phải hắn mang theo sinh mệnh tuyển dịch, chỉ sợ Vi đại nhi lần này đã khó thoát cái chết. Thân thể Vi đại nhi không khỏe, Diệp Vân Phong cũng cho nàng ăn đan dược trị thương. Vi đại nhi nhìn thấy Diệp Vân Phong, bỗng dưng có chút kinh hỉ nói, "Vân, Vân Phong ngươi tới khi nào mà?" Tiếu có tới không?" Lúc đó nàng chọn đi theo đám người độc hạt tử ma luyện chính là, không muốn kém hơn những nữ nhân khác, nàng đã vài năm không gặp lăng tiếu, mỗi lần nghe tin tức của hắn thì nàng kích động lên, nhưng thêm nữa, chính là nhớ nhung. Nàng thường xuyên suy nghĩ lăng tiếu càng lúc càng mạnh hơn, có thể chén ghét nàng hay không. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này, nàng đều dốc sức liều mạng tu luyện. Không lâu sau chính nàng ta đang tìm nơi tĩnh tu, lại ngoài y muốn phát hiện một khối không gian chi thạch, mà ở cách đó không xa nàng phát hiện một quáng mạch không gian chi thạch chỗ đó tương đối ẩn khuất, thường nhân khó có thể phát hiện. Nàng không dám một mình đào móc quáng mạch, vạn nhất bị người khác phát hiện thì chẳng khác gì dùng giỏ chúc múc nước. Nàng tại trở về tìm người thì gặp gỡ đám người Dung Phục Bắc. Con của Dung Phục Bắc thấy Vi Đại Nhi mỹ mạo cho nên thèm chảy nước miếng. Chương 1317, những năm này khổ ngươi, nhưng mà thực lực của hắn không mạnh, mà là lợi dụng phương thức tẩm hoan lấy lòng mỹ nhân, nếu như không được thì hắn sẽ cường bạo. Dung Phục Bắc cũng biết tâm tư của con mình, cũng không có ngăn cản quá nhiều, Thế nhưng mà Vi Đại Nhi câu dẫn nam nhân rất có nghề, nàng câu dẫn con của Dung Phục Bắc thần hồn mê đảo, cuối cùng thừa dịp Dung Phục Bắc rời đi thì giết con của hắn. Vi Đại Nhi cũng bị tùy tùng con của Dung Phục Bắc truy sát, suýt nữa toi mạng. Câu chuyện là như thế, Diệp Vân Phong lắc đầu nói, "Đại Nhi chị dâu, lão đại rất bận, phái ta tới đây đoán các ngươi quay về, rốt cuộc có thể trở lại bên cạnh hắn sao?" Vi Đại Nhi lúc này tươi cười thỏa mãn, không ngừng lẩm bẩm, "Chỗ đó là một khu vực có hai ngọn núi kẹp quanh." cửa vào có nhiều cây cối che lấp, thường nhân cũng khó phát hiện ra được, cho dù có phát hiện cũng cho rằng là chỗ bình thường. Nhưng mà chính trong khe hẹp này, nằm giữa hai sườn núi lại có quáng mạch không gian chi thạch. Diệp Vân Phong bảo phương thần cùng lạc u khuếch tán khí thế của mình ra, khí thế của hai huyền đế tỏa ra ngoài, trực tiếp chấn áp người và linh thú phương viên mấy ngàn dặm không dám tới gần. Mặc kệ là nơi nào có hai huyền đế, đó không phải nơi cho người khác tùy ý bàng quang, một khi chọc hai người này thì chẳng có quả ngon mà ăn. Quáng mạch không gian chi thạch này không phải rất lớn, nhưng mà đào ra được hơn 2.000 khối không gian chi thạch. Có được số này thì Diệp Vân Phong lấy về báo cáo công tác được rồi. Diệp Vân Phong đại hỉ, hắn lúc này đã tiết kiệm được một số lượng cực lớn. Nếu mang không gian chi thạch ra bán, chỉ sợ sẽ có được cái giá trên trời. Nhưng mà mọi người đều là tâm phúc của Lăng Tiếu, bọn họ cũng không có đỏ mắt vì không gian chi thạch cũng không có chiếm cho mình. Sau khi thu không gian chi thạch xong, nhiệm vụ của Diệp Vân Phong xem như hoàn thành hơn phân nửa hắn đã không thể chờ đợi được quay về tranh công với lăng tiếu nhưng mà lão đại của phong sư dòng binh đoàn còn chưa diệt trừ khó nói trước những người khác có bực mình hay không mà hắn lão đại nếu biết rõ cũng sẽ cổ trách hắn vì vậy đám người độc ứng dẫn dắt diệp vân phong dẫn hai huyền đế giết tới bản doanh của phong sư dòng binh đoàn đoàn trưởng phong sư dòng binh đoàn quách tiến thái biết rõ ba huynh đệ của mình bị diệt sát hắn đau khổ nhưng mà biết rõ bọn họ đã chọc vào người không nên chọc trong sơn mạch này hắn không nói mình là số một, nhưng mà cũng rất có phân lượng, trừ số ít có hai ba người còn uy hiếp hắn ra, không có những người nào khác dám đồ sát phong sư dòng binh đoàn cả. Hắn lửa giận ngập trời, vừa muốn tìm địch nhân là ai, vừa định giá địch nhân quá mức mạnh mẽ, nếu đối phương tìm tới cửa thì không chừng hắn cũng không xong. Quả nhiên không có qua vài ngày, đối phương đã giết vào. Người ta không có giải thích gì cả, nhìn thấy người của phong sư dòng binh đoàn thì giết. Tuy rằng người tới không bao nhiêu, nhưng mà thủ đoạn rất quả quyết, thủ đoạn sát phạt cũng lãnh khốc. Quách tiến thái vừa định ra tay hạ sát thủ, thì không ngờ có hai siêu cấp cao thủ xuất hiện định trụ hắn. Hắn không có khả năng chạy trốn, thậm chí còn chưa văn này đã bị giết chết vô tình. Hắn chết không nhắm mắt A. À. Hắn cũng không biết đám người này là thế nào, tại sao đột nhiên muốn mạng của hắn. Nếu hắn biết được con của Dung Phục Bắc gây họa, cũng chính là chất nhi của hắn gây họa, chỉ sợ xuống tới Hoàng. Tuyền sẽ tiêu diệt chất nhi một lần Bản thân mình Tân Tân khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm mới có, được thực lực và tuổi thọ, nhưng mà chết không hiểu gì cả khiến hắn biệt khuất. Tiêu Diệt Phong sư dòng binh đoàn, Độc Ưng, Lý cùng Hổ, huynh muội lãnh xa lúc này mới xả được buồn bực trong lòng. Diệp Vân Phong không muốn làm lỡ thời gian, lập tức dẫn mọi người quay về Phong Vân Thành. Trên đường đi cũng không có gặp trở ngại gì, cũng không ai dám đánh chú ý bọn họ. Lúc bọn họ quay về thì Lăng Tiếu cũng từ trong phòng luyện đan đi ra đón bọn họ bái kiến thiếu gia một đoàn người đối diện lăng tiếu và cung kính quỳ hai gối xuống. Bọn họ chính là người hầu của lăng tiếu, cũng không thể trực tiếp xưng huynh gọi đệ vói lăng tiếu. Nhưng mà lăng tiếu gần đây đối đãi với bọn họ không tệ, bọn họ cảm thấy mình thiếu lăng tiếu quá nhiều, hơn nữa còn là do lăng tiếu bảo vệ bọn họ. Hôm nay còn chưa tới thời hạn 10 năm, thiếu gia còn nhớ kỹ đoàn người bọn họ, cũng phái siêu cấp cao thủ tới tiếp bọn họ quay về, khiến nội tâm của bọn họ vô cùng cảm động. Bọn họ trung thành với lăng tiếu đạt tới mức không thể hình dung. Lăng Tiếu nhìn qua một đám thủ hạ tinh lực tràn đầy, khí thế đại thịnh thì trong lòng vui vẻ. Bọn họ đại khí đã thành, nhưng mà cần đan dược trợ giúp tăng lên, có thể khiến bọn họ trở thành cao thủ đảm đương một phía. Lăng Tiếu lúc này nâng từng người bọn họ dậy. "Hảo hảo, các ngươi cuối cùng đều trở về, không tệ. Chỉ vài năm ngắn ngủi đều đạt tới địa hoàng cao cấp." Lăng Tiếu rất vui mừng. Những người này do hắn bồi dưỡng đầu tiên, thực lực còn yếu hơn nhiều người, thế nhưng mà bọn tuổi của bọn họ chưa vượt qua 50 dùng tuổi như thế có thực lực địa hoàng cao cấp đã không kém gì đệ tử các thế lực lớn ánh mắt lăng tiếu nhìn qua người vi đại nhi mị nhãn như tơ dáng người lẳng lơ hấp dẫn hán chú ý lăng tiếu vuốt nhẹ gương mặt kiều diễm của vi đại nhi và nói những năm này khổ cho ngươi rồi đôi mắt dễ thương của vi đại nhi đầy nước áp lực không kiềm nén được dựa vào bộ ngực rộng rãi của lăng tiếu hai dòng nước mắt chảy dài tiếng khóc nhẹ khiến người ta thương tiếc vô số nhớ nhung ngày đêm rốt cuộc cũng thành sự thật tuy nói đối với võ giả tu luyện thì vài năm chỉ là một chớp mắt nhưng đối với người lạc vào trong bể tình thì xa cách một ngày như cách ba năm quá dài với họ người trong đại điện từ từ rút lui ra ngoài vi đại nhi lúc này khóc không biết bao lâu cuối cùng nàng cũng nằm trong lòng lăng tiếu chìm vào trong giấc ngủ lăng tiếu cảm nhận được thực lực của vi đại nhi tăng nhiều nhưng mà bây giờ thân thể bị thương chưa khỏi vừa rồi kích động quá độ nên thiếp đi lăng tiếu cũng phát hiện nàng bị trọng thương lăng tiếu chỉ nghĩ vi đại nhi bị thương trong lịch luyện nên cũng không nghĩ nhiều Thế nhưng mà chuyện độc hạt tử chết đi rõ ràng là không bảo vệ tốt cho nàng. Lúc này hắn mới nhớ tới trong đoàn người hình như không phát hiện độc hạt tử đấy. Hẳn là hắn. Trong nội tâm Lăng Tiếu suy nghĩ tới chuyện này, hắn không có nghĩ tiếp nữa, lập tức bảo người đưa Vi Đại Nhi đi nghỉ ngơi, đồng thời triệu những người khác vào. Lăng Tiếu trực tiếp hỏi thẳng Độc Ưng, "Độc ưng, độc hạt tử đâu?" Trong lúc nhất thời thần sắc mọi người trở nên khó coi. Diệp Vân Phong ở một bên nói, "Hạt thúc bây giờ tình huống tốt không?" Lăng tiếu nhíu mày, nói, xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng một chút. Vì vậy Diệp Vân Phong cũng mang chuyện xảy ra ở vạn đoạn. Sơn Mạch nói rõ ràng một lần cho Lăng Tiếu nghe. Độc ưng lên tiếng nói. Độc lão đại hắn vì cứu ta nên mới biến thành như vậy. Cầu thiếu ra dù thế nào cũng phải cứu hắn. Nói xong hắn dẫn đầu quỳ trước mặt Lăng Tiếu. Cầu thiếu ra cứu hắn. Lý Cùng Hổ, lãnh xà cùng bát tướng quỳ xuống nói chuyện thay cho độc hạt tử hơn 5 năm qua bọn họ cùng vào sinh ra tử, mọi người tình như tay chân. Đương nhiên không phải nói độc hạt tử phân lượng ít được coi trọng trong lòng lăng tiếu, mà là độc hạt tử và bọn họ đều có cảm tình với lăng tiếu, bọn họ có quan hệ chủ tớ với lăng tiếu, lăng tiếu dù đối xử tốt với bọn họ thế nào, bọn họ cũng không dám bình khởi bình tọa với lăng tiếu. Tốt, không nghĩ tới còn có người lấn tới đầu của bản thiếu gia, đám người kia các ngươi có giết sạch không? Lăng tiếu lúc này đầy sát khí quát lên vì đại nhi thiếu chút nữa bị giết mà độc hạt tử chỉ còn lại nửa cái mạng công lực của hắn biến mất toàn bộ xem như phế nhân hai tin tức này khiến lăng tiếu tức giận khí thế của lăng tiếu vô cùng đáng sợ cho dù là đế giai bình thường cũng không có bá đạo như hắn người trong đại điện bị khí thế của hắn áp không thể thở nổi đồng thời bọn họ đều cảm thấy lăng tiếu trước sau biến hóa quá lớn trong nội tâm cũng cực kỳ cao hứng diệp vân phong vội vã nói đương nhiên là diệt sạch bọn chúng rồi ai dám khi phụ lão đại thì kẻ đó phải trả giá Lăng Tiếu nghe xong thì thu liễm khí thế, sau đó nói, lập tức mang hạt tử vào đây đi, cho dù là chết thì ta cũng muốn khởi tử hồi sinh cho hắn. Lăng Tiếu không nghi ngờ biểu hiện ra cá tính bao che khuyết điểm của mình, hắn rất trọng thị những người trung thành với mình. Chỉ điểm này đã biến thành bị lực của Lăng Tiếu. Độc hạt tử bị mang tới trước mặt Lăng Tiếu, khí tức của hắn rất yếu nhược, dường như tùy thời đoạn khí, mà dung mạo từ trung niên cũng già đi nhiều, cơ bắp của hắn biến thành màu đen, nhìn qua cực kỳ thê thảm độc hạt tử bây giờ không có hôn mê, còn có vài phần ý thức, hắn nhìn thấy lăng tiếu thì giọng nói ngắt quãng, thiếu, thiếu ra, xin, xin thứ lỗi. Hắn không có cầu xin lăng tiếu, mà là xin lỗi lăng tiếu, không nghi ngờ hắn đã thất chức. Lăng tiếu không có sợ độc trên người của độc hạt tử, trực tiếp cầm tay độc hạt tử và nói, không nên nói cái gì, ta cũng biết, ngươi làm rất khá, ngươi yên tâm, những gì ngươi mất bản thiếu ra sẽ tìm về cho ngươi, mạng của ngươi vẫn còn dài lắm nói xong lăng tiếu lấy sinh mệnh tiền dịch và vạn năm thụ quả, hai thánh vật liệu thương cho độc hạt tử phục dụng. Một lực lượng tinh thuần càng không ngừng phục hồi thương thế của độc hạt tử, đồng thời cũng không ngừng khôi phục sinh cơ cho hắn. Sinh mệnh tuyển dịch có công hiệu khởi tử hồi sinh, vạn năm thụ quả cũng có hiệu quả như vậy, nhưng nó là bảo vật mộc thuộc tính, có chỗ tốt lớn lao với võ giả mộc thuộc tính. Độc hạt tử bản thân chính là võ giả mộc thuộc tính, phục dụng vạn năm thụ quả thì tốc độ khôi phục phi thường nhanh chóng, hiệu quả rất rõ ràng, mọi người phát hiện tình huống của độc hạt tử không ngừng chuyển biến tốt, trong nội tâm cũng biến buồn thành vui, lúc này thở dài, thiếu gia đúng là không gì không làm được. Thương thế của độc hạt tử khôi phục không ít, nhưng mà độc công tích lũy đã mất đi, thực lực biến mất. Độc hạt tử có thể khôi phục thực lực trở lại, đã là vạn hạnh rồi. Thế nhưng mà lăng tiếu bất mãn với hiệu quả như vậy, hắn nhìn độc hạt tử nói, vận nhi chính là độc sư cao dai, nàng sẽ giúp ngươi tu luyện độc công lần nữa, tin tưởng không qua bao lâu ngươi sẽ khôi phục trở lại thậm chí còn có thể tăng lên thật lớn, có sinh mệnh tuyển dịch cùng vạn năm thụ quả, đây là những bảo vật bảo vệ tính mạng vạn năm khó cầu. Lăng Tiếu lúc này không do dự cho độc hạt tử ăn vào, phần đại khí này không phải ai cũng có thể làm được. Không chỉ như thế, Lăng Tiếu còn có thể giúp độc hạt tử khôi phục thực lực đỉnh phong. Cho dù trả cái giá như thế nào thì cũng khiến người ta vô cùng cảm động. Độc hạt tử lúc này khôi phục chút khí lực cảm tạ Lăng Tiếu. đa tạ thiếu gia. Độc hạt tử lúc này ánh mắt ẩm ướt bao nhiêu năm qua hắn không có cảm giác này trong nội tâm xuất hiện cảm xúc ấm áp lúc đó hắn tại nam hoang là một trong năm đại ác nhân lại độc lai độc vãng hắn không có bằng hữu gì để thổ lộ tình cảm cả một thân tu vi đều trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện mà thành hắn cứu bọn người độc ưng lý cùng hổ xong thì cho rằng cả đời này sẽ kết thúc như vậy thế nhưng mà hôm nay lăng tiếu lại cho hắn cơ hội sống lại cảm giác được quan tâm và trọng thị khiến hắn khắc ghi vào lòng cũng không bao giờ cho rằng đi theo lăng tiếu là sai lầm cả lăng tiếu không có thời gian nói nhảm với độc hạt tử lập tức an bài người mang hắn đi nghỉ ngơi thời điểm mọi người sắp rời đại điện lăng tiếu không quên nói một câu các ngươi đã trở về thì trước hết tăng thực lực lên tới thiên tôn giai đi trọng trách của các ngươi không nhẹ đâu lăng tiếu nói ra lời này có ý đốc xúc bọn họ nhưng lại lộ ra trọng thị bọn họ mọi người đương nhiên là mừng rỡ lăng tiếu không có bởi vì thực lực của bọn họ yếu kém mà chén ghét ý của hắn chính là tăng thực lực của bọn họ lên thực sự càng khiến bọn họ càng thêm trung thành trong đại điện, Diệp Vân Phong lưu lại và hắn bẩm báo thu hoạch trong vạn đoạn, sơn mạch cho Lăng Tiếu nghe. Hắn giao lại toàn bộ huyền tinh Lăng Tiếu đưa trước kia, cũng mang toàn bộ không gian chi thạch qua. Lão đại, đại vi chị dâu phát hiện quáng mạch không gian chi thạch, vừa vận đào toàn bộ, không cần phải mua sắm từ liệt kiếm tông hoặc linh tiêu cung nữa. Diệp Vân Phong lúc này mừng rỡ nói ra. Lăng Tiếu mừng rỡ, không nghĩ tới có thể tiết kiệm huyền tinh mua không gian chi thạch. Người cầm đi, không gian chi thạch thì giao cho hàn lão, bảo hắn và Phong Nha mau chóng thành lập không gian chi địa. Lăng Tiếu lúc này ném không gian giới có huyền tinh lại cho Diệp Vân Phong, lại bảo Diệp Vân Phong mang không gian chi thạch đưa cho Hàn Khai. Lão đại! Này! Này sao được? Diệp Vân Phong lúc này không dám nhận huyền tinh của Lăng Tiếu. Số huyền tinh này không phải số nhỏ, cho dù là huyền đế nhìn thấy cũng phải đỏ mắt. Bảo cầm thì cầm đi, về sau phải dựa vào ngươi rồi, vốn ban đầu của lão đại không nhiều. Lăng Tiếu trêu ghẹo. Bình thường Lăng Tiếu yêu tiền như mạng, nhưng mà ra tay thì rộng rãi, Diệp Vân Phong là tiểu đệ của hắn, chút huyền tinh này hắn không thèm để ý, dùng thân phận luyện dược sư của hắn, thực sự muốn kiếm huyền tinh thì đó là chuyện quá dễ dàng. Diệp Vân Phong thấy Lăng Tiếu kiên trì, cũng không nói gì nhận lấy. Chương 1318, không bằng ta tắm rửa thay quần áo cho ngươi. Lại qua mấy ngày, Lăng Tiếu cũng không có đi Tử vong sơn mạch, mà là ở trong phủ của Vi Đại Nhi. Bất kể nói thế nào, Vi Đại Nhi vừa bị thương cần phải quan tâm nhiều hơn. Lăng Tiếu cũng muốn bồi thường chuyện nàng chịu khổ mấy năm qua, hảo hảo ở bên cạnh nàng, khiến cho nàng cảm giác được hắn quan tâm nàng. Mấy ngày qua Lăng Tiếu cho Vi Đại Nhi phục dụng không ít đan dược chữa thương cực phẩm, mà Vi Đại Nhi cũng cảm giác được Lăng Tiếu quan tâm. Tâm tình thật tốt, cũng nhanh chóng khôi phục toàn bộ. Một đêm này Vi Đại Nhi có ý định phát tiết một phen. Vào đêm nàng kéo lấy Lăng Tiếu, không để hắn rời khỏi, trên gương mặt xấu hổ nhỏ giọng Lý Nhi nói, đêm nay không bằng ta tấm rửa thay quần áo cho ngươi. Ngàn vạn lời nói chỉ gói gọn trong một câu này. Lăng Tiếu ở trước mặt nữ nhân định lực không tốt, huống chi là trước mặt nữ nhân của mình, bị Vi Đại Nhi trêu chọc, nội tâm của hắn cũng bốc cháy hừng hực. Dù nữ nhân bên cạnh Lăng Tiếu nhiều, nhưng mà bọn họ đều bế quan tĩnh tu, cũng không biết chúng nữ cố ý giúp Lăng Tiếu và Vi Đại Nhi, thân cận nhiều hay thực sự đột phá bình cảnh. Hôm nay Vi Đại Nhi thân thể tốt lên, Lăng Tiếu cũng có ý sủng hạnh nàng. Lăng Tiếu lúc này vuốt cằm của Vi Đại Nhi, nhẹ nhàng nói, "Thân thể của ngươi vừa mới tốt." không bằng ta tắm rửa thay quần áo cho ngươi mới tốt. Mỹ nhân như ngọc, ôn nhuận như nước. Lăng tiếu nhìn qua vi đại nhi thành thục lẳng lơ, mị lực của nàng không kém gì thải hàng nguyện, dáng người no đủ, tư thái thức thả yêu kiều, co giãn người phần, bóng loáng như ngọc. Lăng tiếu lúc này không ngừng xoa lưng của nàng, sắc mặt của vi đại nhi biến thành mê ly đứng lên, trong miệng nàng nàng ngâm khẽ giống như thiên âm, người ta nghe không chán. Nước nóng bốc khói, nàng lại như tiên tử trong nước vô cùng xinh đẹp lăng tiếu miệng đắng lưỡi khô hỏa khí đại thịnh huyết mạch cũng bành trướng bàn tay của hắn không thể chờ được vuốt ve bờ vai mịn màng của vi đại nhi lại vuốt ve bộ ngực no đủ mềm mại ôi lúc này một tiếng rên rỉ vang lên tiếng rên rỉ này như ma âm thu hút lăng tiếu lăng tiếu biến thành dã thú mạnh mẽ bàn tay của hắn không ngừng vò nắn bộ ngực mềm mại biến hình càng không ngừng trêu chọc hai hạt đậu đỏ của nó đồng thời hắn cũng sẽ tan quần áo sau đó tiến vào mật động của vi đại vi đại nhi thần sắc mê ly lại được lăng tiếu vuốt ve hôn nhẹ và kích thích đào nguyên gương mặt của nàng đỏ như máu há to miệng thở dốc hồng hộc và rên rỉ bỗng dưng nàng ôm lấy cổ lăng tiếu và hôn lên môi hắn thời điểm bóng tôi phương đông bị xua tan nàng mới từ trong cơn say ngâm nga cao ngất một tiếng lại vô cùng hạnh phúc nằm trong ngực lăng tiếu ngủ đi mỹ nhân như ngọc kiều diễm như hoa lăng tiếu vuốt ve vi đại nhi trong nội tâm cảm khái nhân sinh đến tận đây ta cần cầu cái gì lúc này hắn lại nghĩ không, nữ nhân là có, nhưng mà đường của ta chưa xong, võ đạo đỉnh phong ta còn phải đi lên, trung vực không phải là đỉnh phong của ta, có một ngày ta sẽ tới thiên vực tìm sư phụ. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ, say gối đầu mỹ nhân. Đây là mộng tưởng của bất kỳ nam nhân nào, nhưng mà chân chính làm được có bao nhiêu người chứ? Hôm nay Lăng Tiếu đã cảm thấy bên cạnh có không ít nữ nhân, cũng vì thế cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà con đường của hắn chưa xong, hắn còn phải nắm giữ lực lượng cường đại và đi tới võ đạo đỉnh phong. Cho dù kiếp trước kiếp này Lăng Tiếu vẫn chấp nhất với võ đạo. Chỉ có đứng trên đỉnh phong nhìn xuống dưới chân mình mới có cảm giác huy hoàng sáng lạng. Vào buổi trưa Lăng Tiếu cùng Vi Đại Nhi đi ra khỏi phòng, cảm nhận được một đạo khí thế cường đại bành trướng, từng đạo sát ý nồng đậm không ngừng quấn quanh, một con hỏa xà không ngừng bay múa trên không trung, lộ ra vẻ bất phàm của nó. Là ca ca đột phá. Vi Đại Nhi lúc này kinh hỉ kêu to lên. Độc ưng, Lý Cùng Hổ, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi bốn người đều đạt tới địa hoàng đỉnh phong nhưng mà lãnh xà còn sớm hơn những người khác bước vào thiên tôn. Hắn có thể làm được điểm này trừ có bát diệp hỏa liên trợ giúp ta, quan trọng hơn là lúc hắn lo lắng cho Vi Đại Nhi, sau đó cho rằng, Vi Đại Nhi phải chết thì hắn bộc phát sát khí ngập trời nên ngộ đạo. Lăng tiếu nhìn qua thế giới do hỏa xà kia hình thành thì vui mừng nói, không nghĩ đến lãnh ca lĩnh ngộ còn mạnh hơn người khác nhiều, không tệ, chờ sau khi các ngươi đạt tới thiên tôn thì ta cũng yên tâm. Ngươi bây giờ chỉ là thiên tôn cao cấp, dùng thực lực của ngươi không bao lâu là đạt tới huyền đế giai, cự ly của chúng ta càng ngày càng xa, ngươi có chán ghét ta hay không? Những chương trước có nhầm lẫn, Lăng Tiếu là thiên tôn cao cấp chứ không phải huyền đế, thành thật xin lỗi vì đại nhi chặt ôm chặt eo của Lăng Tiếu nói nhỏ. Lăng Tiếu vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của nàng. Ha ha, ngươi nghĩ nhiều, bản thiếu gia là người nào? Đường đường cao phẩm luyện dược sư, khi thực lực của ta tăng lên, ta có thể luyện chế ra cao phẩm đan dược, khi đó giúp ngươi trở thành cao thủ nhất đẳng có gì khó khăn chứ? Lăng Tiếu nói lời này không phải tự đại, Hắn có thần đỉnh, càng có dược thần thừa truyền. Ngày sau hắn muốn thành tựu thần dược sư cũng không có gì khó khăn. Mà những người theo hắn, hắn có thể bạc đãi người ta được sao? Cho dù là phàm nhân, Lăng Tiếu cũng tự tin giúp phàm nhân thoát thai hoán cốt, thành tựu đỉnh phong của nhân sinh. Một ngày này ở giữa Tử Vong Sơn Mạch, Hàn Khai cùng Phong Nha chuẩn bị bắt đầu chế tạo không gian chi địa Diệp Vân Phong, trở về mời Lăng Tiếu tọa chấn. Dù sao đây là chuyện lớn, nếu Lăng Tiếu không có mặt thì nói không qua. Lăng Tiếu tự nhiên đáp ứng đi tới đó, mà nữ nhân của hắn cũng muốn nhìn, chúng nữ đều muốn quan sát cảnh tượng trọng đại này. Vì vậy Lăng Tiếu và nữ nhân, cùng nhân mã dòng chính đi tới Tử vong sơn mạch. Muốn chế tạo không gian chi địa thì phải có không gian chi thạch làm căn cơ, lại cần lực lượng thánh giả dẫn đạo mới có thể cách tuyệt không gian này, với thế giới bên ngoài, có thể phòng ngừa người khác tìm được dễ dàng, có thể an tâm ở trong tu luyện. Trong trung vực thế lực chế tạo không gian chi địa phải giàu có, cho dù là 18 thế lực lớn nhưng trong đó chưa tới một nửa có được không gian chi địa. Hôm nay Lăng Tiếu lại có thể làm được điểm này, nếu truyền đi đủ để ngạo thị các thế lực. Nhưng mà khi bọn người Lăng Tiếu đi tới Tử vong sơn mạch chi lúc, Phong Vân Thành lại có khách không mời mà tới, một nguy cơ mới lại xuất hiện. Lúc này trong khu vực núi cao, cây xanh um tùm, kỳ hoa linh thảo khắp mọc đầy đất, thỉnh thoảng có từng tiếng thú giống truyền tới. Khu vực này chính là khu vực giữa của Tử vong sơn mạch, còn không phải chỗ sâu nhất của Tử vong sơn mạch. Chương 1319, có địch tập kích trung ương khu vực này có 10 ngọn núi uốn lượn uyển chuyển, chợt mắt xem xét cũng không cảm thấy có gì thần kỳ, đợi đến khi tử tế quan sát sẽ phát hiện 10 ngọn núi này, rõ hình thành một con cự long, đất bằng hai bên là cánh, hoàn thành xu thế phi long thăng thiên, khiến người ta than thở không thôi. Ở trên không có không ít người tụ tập. Phóng nhãn xem xét những người này cơ bản đều là cao thủ thiên tôn giai phía, địa hoàng giai chỉ là số ít. Bọn họ chính là tinh anh của phủ thành chủ, lấy lăng tiếu làm trung tâm những người còn lại vô cùng hưng phấn thiếu ra thời gian đã đến huyền diệu ở đối diện nói với lăng tiếu lăng tiếu gật đầu sau đó nhìn qua hàn khai cùng phong nha quát bắt đầu động thổ hắn vừa dứt lời thì hàn khai cùng phong nha đã động hai người chia ra hai hướng từng đạo không gian chi lực không ngừng tiến vào trong đất bỗng dưng mọi người cảm thấy không gian nơi này rung động lắc lư từng đoàn hào quang không ngừng bao phủ nơi này hàn khai cùng phong nha thân ảnh không ngừng chớp động bọn họ không ngừng bấm động thủ ấn, mọi người cũng không nhìn thấy bọn họ nữa, dần dần ánh mắt bắt đầu bị cách tuyệt, nhưng mà ở bên ngoài có thể nhìn thấy lờ mờ, nhưng mà không biết là hình ảnh gì. Cũng không biết qua bao lâu hàn khai cùng phong nha đều dừng hành động. Vách tre không gian này không ngừng rung động, giống như là thiên địa dị tượng khiến cho một ít dòng binh, và tán tu lịch luyện trong tử vong sơn mạch phát hiện ra. Đây là chuyện gì? Tại sao thình lình sản sinh dị tượng vậy? Hẳn là có kỳ bảo hiện thế. Nhanh, nhanh đi qua xem động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ là bảo vật vạn năm có một bình thường dị tương mới sinh cũng sẽ đi kèm nguy cơ lớn lao không có thực lực thì không tham dự vào mới tốt cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại dị bảo chỉ có duyên là có được không đi qua thì sao cam tâm chứ không ít người cảm thấy đây là dị bảo hiện thế mà linh thú chung quanh cũng cảm thấy khác lạ cũng có sao động không nhỏ nhưng mà khi tới gần dị tượng lại phát hiện dị tượng biến mất không thấy bầu trời khôi phục như thường cũng không có gì khác lạ Mọi người không cam lòng, vẫn không ngừng dò xét bốn phía, hy vọng có thể vận khí bộc phát tìm được dị bảo. Đáng tiếc dị bảo bọn họ không thấy, ngược lại gặp gỡ không ít cao giai linh thú, bị chúng làm chật vật chạy trốn, thực lực kém biến thành thức ăn của linh thú. Không gian phía trước bị không gian chi thạch bao phủ, cùng thánh giả thi triển không gian lực lượng điều chỉnh lại. Người trong không gian chỉ nhìn thấy cảnh vật bên ngoài lờ mờ, nhưng mà người ngoài nhìn vào bên trong thì không thấy gì cả, đây là sự thần kỳ của không gian chi địa đương nhiên vào trong không gian chi địa cũng không dễ dàng ra ra vào vào. Tuy lực lượng không gian bị cấm chế, trừ phi cường giả tuyệt thế ngoài thánh giai mới vào được, còn lại không ai có khả năng đó cả. Người thực lực yếu chỉ có thể dựa vào truyền thâu trận đi vào. Khu đất bị phong ấn, Huyền Diệu và những người khác đã sớm chuẩn bị truyền thâu trận, một chỗ trực tiếp đi thông tới Phong Vân Thành, một cái chỗ khác nằm gần không gian chi địa, vị trí tương đối giấu, thường nhân khó phát hiện ra. Bây giờ đã xong. Lăng Tiếu đánh giá bốn phía, phát hiện không có bao nhiêu biến hóa thì nghi hoặc nói một câu. Hàn Khai nói, "Ân, chỗ này bị ngăn cách rồi, nhưng mà hoàn cảnh khí hậu không khác gì bên ngoài, sở dĩ bên ngoài không phát hiện được đều bởi vì có lực lượng không gian che mắt người ngoài, người ngoài không thể phát hiện nơi đây, chỉ có thánh giả tới đây mới có thể cảm giác được nó có tồn tại." Ha ha, tốt, như thế là tốt rồi, sau này mọi người di chuyển tới đây tu luyện, nhưng mà phải hoàn thiện cung điện mới được." Lăng Tiếu thập phần vui vẻ cười to ân từ ngày mai chúng ta cho người tới đây lập cung điện tin tưởng không qua bao lâu có thể cử hành đại điển khai tông huyền diệu lúc này cũng lên tiếng thời điểm đoàn người lăng tiếu đang vui vẻ ở không gian tri địa trong phong vân thành có khách không mời mà tới nhân số cũng không nhiều nhưng mà không nhìn ra những người này có gì khác lạ đi đầu là một lão ở lưng còng hai bên trái phải là một nam một nữ một nam một nữ này tướng mạo đều là trung niên nhìn qua là phu thê mà bà lão là mẹ già lão ẩu bước chân rất chậm hai người sau lưng theo sát phía sau không có thần thái không kiêng nhẫn lão ẩu này tuổi quá già nhìn qua cước bộ của bà thì dường như tùy thời có thể ngã xuống mà phụ nữ trung niên ở bên cạnh cẩn thận đỡ lấy tổ hợp ba người này chậm rãi tiến tới phủ thành chủ bà ngoại đã tới phủ thành chủ phụ nữ trung niên nhỏ giọng nói bên tai của lão ẩu ánh mắt mờ đục của lão ẩu có tinh quang bắn ra ngoài giọng khàn khàn rốt cuộc cũng tới theo lời của bà ta thì hình như trải qua vô số năm tháng tang thương mới có giọng nói này sau đó hai tên vương dài giữ cửa đi tới một người trong đó thét to lên các ngươi là người phương nào đây là trọng địa phủ thành chủ mời đi nhanh cho lăng tiếu thanh danh đại trấn người tới bái phỏng lăng tiếu quá nhiều chỉ tiếp kiến người đại thế lực tán tu không thể gặp được thủ vệ này nhìn qua ba người như người bình thường khí tức lại không có chỉ là dân chúng bình dân thuận miệng đuổi đi chúng ta tới phủ thành chủ thăm người Nam tử trung niên bên cạnh lão ẩu nói, tên vương giai kia nói, đi đi, dựa vào các ngươi mà tới phủ thành chủ thăm người, đúng là không thức. Hắn chưa nói xong đã cảm thấy đao gió bay tới, cổ họng không nói được, sau đó cảnh trước mắt tối đen. Một vương giai khác bên cạnh vô thành vô tức chết đi. Biến hóa bất thình lình này là nam tử trung niên lẩm. Thân thể hai tên vương giai còn chưa ngã xuống thì nam tử trung niên nâng lên, để bọn họ dựa vào tường, nếu như không đi gần xem thì không ai biết hai người đã chết, nam tử trung niên làm xong tất cả lại tới bên cạnh lão ẩu nói bà ngoại chó coi cửa đã giải quyết xong chúng ta vào đi lão ẩu cũng không nói gì lúc này cước bộ thong thả đi tới cửa phủ thành chủ nhưng mà bà ta bước đi không chậm chút nào chỉ bước ra một bước đã đi tới trước cửa mỗi bước chân giống như có uy năng xúc địa thành thốn cửa phủ thành chủ mở ra hộ vệ bên trong phát hiện không có người dẫn ba người này vào một tên hộ vệ đi lên ngăn lại trong đó mõ to gtn địa hoàng cao cấp quát các ngươi là người phương nào rõ ràng dám. Hắn chưa nói xong thì nam tử trung niên huy kiếm lên, kiếm mang lóe lên và đầu lâu tên hộ vệ bay lên, thi thể không đầu lúc này ngã xuống đất, vết máu tươi chảy dài rất ghê sợ. Đến, người đâu, có, có địch tập kích. Hộ vệ cách đó không xa thấy thế cả kinh, một người trong đó kinh hô lên. Sau đó từng tiếng xe gió vang lên, trong phủ thành chủ có không ít khí thế tập trung ngoài cửa. Mười tên thiên tôn từ các hướng bay ra ngoài. Chương 1320, tổ ba người cường hãn một dám tới xâm phạm phủ thành chủ, chán sống rồi. Một nam tử cầm hai cây búa sau đó nện vào ba người này, uy lực của nó có khí thế vạn phu địch. Lúc này nam tử trung niên không có ra tay, trên gương mặt thong dong của lão ẩu biến hóa, nữ nhân trung niên đã động. Nữ nhân trung niên vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt đầy thần sắc khinh thường và giơ tay lên điểm một cái. Siêu, siêu, một đạo ngân quan mắt thường khó nhìn thấy bắn ra, ai cũng không thấy rõ đó là cái gì. Nam tử cầm búa kia gặp nạn đầu tiên, chiêu thức chưa tới trước mặt ba người kia thì đã ngã xuống đất rồi, mà những cường giả thiên tôn giai khác không ngừng ngã theo tên cầm búa. Bang bang, người tên thiên tôn giai lúc này chết đi thật nhanh. Lại tử tế quan sát cái chết của bọn họ, chỉ thấy cổ họng của bọn họ có lỗ thủng thật nhỏ, nếu không nhìn gần sẽ không phát hiện, trừ lỗ thủng thì không có vết máu nào chảy ra cả. Đây thật sự là thủ đoạn giết người không thấy máu. Trong tay phụ nữ trung niên lúc này nhiều ra một cây kim, đôi môi của nàng ta cắn nhẹ cây kim và khinh thường nói, phủ thành chủ chỉ có đám phế vật này sao bỗng dưng trong phủ thành chủ xuất hiện không ít cao thủ ở bốn phương tám hướng lập tức vây ba người vào trong những người này có ba khí tức đế giai mà người chung quanh lấy ba người này cầm đầu này ba người này chính là lăng tiếu thu phục siêu cấp cao thủ của hắc ma môn lãnh chính điền ám ưu cùng quan xương lãnh chính bị lăng tiếu thu phục đã là huyền đế trung giai mà hai người còn lại chính là huyền đế thấp giai hôm nay bọn họ đều phục dụng cực phẩm huyền đế đan của lăng tiếu nên cho năng lên một giai bọn người lăng tiêu tiến vào tử vong sơn mạch hắn lưu ba người này lại phòng ngự phủ thành chủ trong ba người quan xương ra tay đầu tiên thân hình của hắn như quỷ mị da như gió một thanh đao màu đen chém thẳng qua phía ba người quan xương vừa mới tiến giai huyền đế trung giai tiến giai tới cảnh giới bất phàm tại phủ thành chủ này không nên mở rộng thế giới chi lực chiến đấu lúc này chỉ dùng chiêu thức giết địch một người từng là cao thủ hắc ma môn thủ đoạn sát phát vô cùng kinh người một đao tám thức tám đạo đao cương màu đen giống như yêu ma nhấn chìm người ta vào trong nam tử trung niên và lão ẩu không có chút cảm xúc nào cả ngược lại nữ nhân bên cạnh hai người đã hành động rốt cuộc cũng có chút đặc sắc phụ nữ trung niên lên tiếng trong tay xuất hiện cái khăn màu cái khăn màu này giống như đám mây dẫn động gió vù vù sau đó nghênh tiếp đao cương đáng sợ người bốn phía nhìn thẳng một cái khăn có thể ngạnh kháng đao phong sao sau một khắc bọn họ đã có thể nhìn thấy cái gì là cái khăn tiếp đao phong bang bang tám đao cương bị cái khăn quét bay ra ngoài, đao cương bay tới chỗ đám người bốn phía. Người chung quanh cả kinh, chỉ có điền ám ưu ra tay ngăn cản đao cương, cũng không có để chúng tạo thành thương hại cho những người khác. Các ngươi đều tán đi, bọn chúng đều là cao thủ siêu cấp. Lãnh chính lúc này nói ra, tinh thần chú cao cấp của lăng tiếu, có thể ảnh hưởng tới tinh thần và linh hồn của người ta, khiến kẻ bị chúng chiêu toàn tâm toàn ý phục vụ cho hắn. Lãnh chính, điền ám ưu cùng với quan xương ba người là bị lăng tiếu khống chế, ở trong ý chí tinh thần của bọn họ đại bộ phận là ý chí của lăng tiếu tự nhiên bọn họ không muốn người trong phủ thành chủ tổn hại người nào cả quan xương đối chiến với phụ nữ trung niên phụ nữ trung niên cố ý đại khai sát giới vô số khí cứng bắn ra chung quanh thế giới chi lực của nàng ta hiển hiện giống như muốn triệt để bao phủ phủ thành chủ thực lực của phụ nữ trung niên này là huyền đế trung giai ẩn ẩn đè ép quan xương nửa trù quan xương bị ép không đường chọn ưa nên đành sử dụng thế giới chi lực nghênh tiếp đối thủ Điền ám ưu lúc này giết qua lão ẩu và nam tử trung niên. Người dám phạm phủ thành chủ đều phải chết. Điền ám ưu cùng quan xương cầm binh khí khác nhau, hắn cầm một thanh liêm đao, sát ý lẫm liệt đâm vào cổ lão ẩu và nam tử trung niên. Liêm đao vô tình, ra tay càng vô tình. Dám đối động đao với bà ngoại, muốn chết. Sắc mặt lão ẩu và nam tử trung niên phát lạnh, kiếm trong tay của hắn nghênh tiếp thế công. Đinh đương đinh đương. Liêm đao và kiếm nhỏ va chạm cùng một chỗ, mà sát hoa lửa bắn ra bốn phía, sau một khắc liêm đao trong tay của điền ám ưu bị kiếm nhỏ này hủy đi một nửa điền ám ưu đại kinh nhưng mà hắn không có kinh hoàng hắn ném nửa đoạn liêm đao qua phía nam tử trung niên cùng lúc đó dưới chân xuất hiện dao găm chút tài mọn nam tử trung niên khinh miệt hừ một tiếng kiếm nhỏ trong tay quét qua chân của điền ám ưu linh khí cao dai bị hủy thảm không cần nói cũng biết được kiếm nhỏ kia chính là bán thánh khí điền ám ưu không thể không thu chiêu thế nhưng mà nam tử trung niên đắc thế không tha người Truy Phong thứ, nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, thân thể của hắn hơi nghiêng qua, cả người giống như kiếm đâm tới, kiếm nhỏ trong tay cũng đâm thẳng vào người Điền Ám Ưu. Tốc độ của nam tử trung niên này cực nhanh, ra chiêu rất hung ác, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Điền Ám Ưu không ngừng lui ra sau, phần bụng trực tiếp bị kiếm nhỏ xuyên thủng, không chỉ như thế, nam tử trung niên lộ ra vài phần khát máu, không ngừng vung vẩy kiếm nhỏ. Phốc phốc, thân thể Điền Ám Ưu bị kiếm nhỏ chém thành vô số khối vô số huyết tươi bắn ra ngoài, huyết dịch bao phủ cửa ra vào phủ thành chủ. Điền ám ưu có thực lực huyền đế trung giai bị người ta phanh thây, thực lực của nam tử trung niên này cao có thể nghĩ. Lãnh chính ý thức được thực lực của đối thủ nên cẩn thận. Nhanh chóng mở phòng ngự đại trận. Lãnh chính vội vàng hô lên. Quan Sương đang muốn một chiêu bức lui phụ nữ trung niên, thế nhưng mà hắn cảm thấy phần eo bị cái gì đó trói chặt. Không tốt. Quan Sương kinh hô một tiếng, lúc này vung đao chém xuống đáng tiếc cái khăn mang theo lực hấp xả, không ngừng kéo nam tử trung niên lại, cùng lúc đó tay của phụ nữ trung niên quét qua thật nhanh. Một cây kim bạc thật nhỏ đâm thẳng vào cổ họng quan xương. Quan xương cũng không phải huyền đế bình thường, hắn là huyền đế trung giai hàng thật giá thật, nhãn lực của hắn kinh người, trong miệng vận khí phun ra khói đen, đánh bay kim bạc ra ngoài. Đáng tiếc trong lúc phân thần phụ nữ trung niên kia bước lên phía trước, một chảo quét qua cổ quan xương, một chảo này giống như thần binh lợi khí quét qua cổ quan xương, Bị quét trúng hắn còn mạng sao? Phụ nữ trung niên này giết người không nháy mắt, chiêu chiêu hoàn hoàn đan sen, thủ đoạn sát phạt cực kỳ cao minh. Lập tức quan sương sắp chết trong tay phụ nữ trung niên, lãnh chính rốt cuộc đã ra tay. Trường kiếm không ngấn, lóe lên rồi biến mất, chém vào phụ nữ trung niên. Nếu như phụ nữ trung niên nhất định giết quan sương, vậy thì nàng phải nghênh tiếp tuyệt chiêu của lãnh chính.